về phần số phận ỷ thiên thành những danh hợp thể tồn tại đã bị bại lui tuyệt nhiên vô pháp bảo vệ cũng không cần phải trở lại hàn lập tâm tư linh động trong nháy mắt đã xác định chủ ý lúc này quay người lại bên ngoài thân thanh quang chợt lóe liền hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay lên lúc này cự ma đã chạy một lúc lâu đến hơn mấy vạn dặm liền đem pháp thân thu lại rồi đem tế ra huyết sắc tiểu thuyền cùng hai tên hóa thân khác đứng ở trên nó thôi động bảo này thẳng hướng ỷ thiên thành chạy đi trên đường phi độn ba gã huyết quang thánh tổ hóa thân đều thần sắc ngây ra, không nói một lời. Mấy ngày sáu, ba ma tự từ phía xa thấy được những bức tường chỉ còn một nửa của ỷ Thiên Thành, mà ỷ Thiên Thành phía trên không lại từ lâu bao phủ hơn nửa bởi ma khí đen kịt. Khi huyết sắc tiểu thuyền tiến tới tường thành, trong chốc lát, phía trên không ma khí lập tức quay cuồng, hiện ra một đội ma thú giáp sĩ cung kính tiến lên ninh đón. Lập tức đem chỗ truyền tống trận đến thánh tộc đại quân gần nhất mở ra, bọn ta muốn ngay lập tức rời đi nơi đây. Tên thiếu niên cầm đầu chờ đến gần vạn tượng ma kỵ một chút, lập tức băng lãnh phân phó. "Tuân mệnh, Thánh tổ đại nhân." Lúc trước huyết quang thánh tổ thần niệm phủ xuống ký phù một màn, nơi đây trung cao giai ma tộc cũng đều tận mắt nhìn thấy, đội vạn tượng ma kỵ này cũng nhận ra được hóa thân thánh tổ, lúc này kỵ sĩ cầm đầu khiêm tốn không người, cung kính thi lễ. Nửa tháng sau, Hàn Lập biến thành thanh cầu vòng tại vạn trượng cao một nơi địa phương một đường đi nhanh. Lúc này hắn độn quang kỳ ảo vô cùng, lại đem pháp lực to lớn đem không trung ba động đều thu liếm vào bên trong, nếu không phải là thần niệm của đại thần thông chi sĩ tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối vô pháp phát hiện ra thanh cầu vòng tồn tại. Bây giờ Hàn Lập đang từ một tòa nhân tộc thành trì trên không bay qua. Tòa thành này cũng không tính đại, dù trước khi ma tộc phủ xuống cũng bất quá là một tòa thành nhỏ. Nhưng lúc này trải rộng cỏ hoang phế tích, một bóng người đều không thể nhìn thấy, sớm bị nhân tộc buông tha hơn trăm năm lâu rồi. Lấy Hàn Lập độn tốc, chỉ khoảnh khắc công phu trên không trung liền lướt qua, nhưng khi hắn thần niệm hướng phía dưới tùy ý đảo qua, lại bỗng nhiên miệng thốt một tiếng di, thanh quang vụt tắt hiện ra nguyên hình, đem độn quang lập tức dừng lại đứng ở trên cao. Hai mắt hắn hướng phía dưới đảo qua, ánh mắt chấp động không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. chương 1936, gặp cũ, bỗng nhiên hắn nhướng mày, thân hình nhoáng lên liền biến thành một đạo kinh hồng nhắm đến một nơi rồi kích bắn tới. Kinh hồng mau tựa như tia chớp, chỉ loáng thoáng vài cái Hàn Lập đã xuất hiện trên bầu trời của một tòa phòng ốc nào đó. Ở nơi đây, rõ ràng có năm tên tu sĩ phục sức khác nhau đang vây bắt một ngọn bị Bạch khí xương mù bao phủ, lúc này đang bàn luận xôn xao thương lượng chuyện gì. Hàn Lập lại tự nhiên quỷ mị xuất hiện phía trên tòa nhà, tự nhiên gây cho người khác sợ hết hồn, lúc này hoặc bàn tay phản xạ giơ lên, móc ra bảo vật, hoặc tay bấm niệm thần chú làm ra một tư thế đề phòng. Cốt cho ta." Hàn Lập nhưng cũng không thèm nhìn tới mấy người này lạnh lùng nói một câu người nói gì tên này lại dám như thế vô lễ a à, nguyên lai là tiền bối đám người vãn bối sẽ lập tức rời khỏi ngay mấy tên tu sĩ này rõ ràng cũng đều là hóa thần kỳ tồn tại vừa mới nghe đối phương nói như vậy nhất thời tức giận quát lên làm cho hàn lập không chút khách khí liền đem khí tức hợp thể kỳ khổng lồ thả ra năm người này thấy được bị dọa cho hồn phi phách tán ngay lập tức thay đổi lời nói liên tiếp lui về phía sau lập tức chạy trôi chết Bọn họ ngay cả đang lúc trốn chạy cái đầu cũng không dám quay lại nhìn, phảng phất phía sau có ác quỷ đang đuổi theo lấy mạng. Hàn lập lạnh lùng quét qua mấy người này một cái, hơi chút do dự rồi cũng không hành động gì tiếp, nhưng vào lúc này từ chỗ cấm chế bảo vệ trong nhà lại truyền ra một tiếng kinh hỉ của một cô gái. Hàn tiền bối, sao lại là ngươi, tiền bối tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, thiên vũ lập tức ra bái kiến. Vừa dứt lời, phòng bên cạnh liền phun ra một đạo bạch khí, rồi bỗng thổi qua một ngọn gió biến mất. Đồng thời cửa phòng đang đóng liền mở ra, từ bên trong lần lượt đi ra ba danh nữ tử, cô gái cầm đầu vóc người cao gầy, da tuyết trắng, rõ ràng là người của hứa thế gia, hứa thiên vũ. Hứa đạo hữu nhiều năm đã không gặp, hàn lập cười nhẹ một tiếng liền điểm tên mà gọi, năm xưa hắn cùng nàng này từ biệt ở hứa gia, về sau cũng không gặp mặt, hôm nay ở trong ma cướp nàng này thế nhưng lại xuất hiện ở đây thật đúng là mọi chuyện cũng đại ra ngoài dự liệu. Đa tả tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không vãn bối lần này thật đúng là khó thoát một kiếp hứa thiên vũ đột nhiên nhìn thấy hàn lập lộ ra kinh hỉ vội vàng mang theo nhị nữ còn lại tiến lên thâm tạ đại lễ hàn lập không có gì ta cũng bất quá vừa lúc đi ngang qua nơi đây thuận tay làm mà thôi những người kia là ai vì sao phải vây công các ngươi là cừu gia của các ngươi sao hàn lập khoát tay áo thuận miệng hỏi cái gì cừu gia những người kia bất quá là thấy ba người chúng ta thân cô thấy cô sinh lòng ác ý mà thôi tiền bối hẳn là đem những người kia bầm thây vạn đoạn mới đúng. đi theo phía sau hứa thiên vũ tiến ra một cô gái mặt tròn, có chút tức giận nói: tiểu thanh, câm mồm. có thể gặp được đến hàn tiền bối, chúng ta chính là đã được phúc tinh trên cao chiếu tới, sao có thể như vậy không biết tôn ti mà đối với tiền bối nói chuyện. hàn tiền bối, tiểu thanh là một đứa cháu gái của tại hạ luôn luôn chỉ ở trong gia tộc tu luyện, không được ra ngoài lịch duyệt mấy lần, mong rằng tiền bối bỏ qua không trách tội. hứa thiên vũ nghe vậy, ngọc dung thất sắc. Lớn tiếng quát lên. "A, à, Tiền Bối thứ tội, vãn bối không phải là cố ý mạo phạm." Nữ tu mặt tròn lúc này mới chợt hiểu ra ở trước mặt mình là một gã pháp lực sâu không lường được tiền bối, mà bản thân cũng không phải là người của hứa ra nên mới vừa rồi nói thật là có chút hấp tấp. "Không có chuyện gì, chẳng lẽ Hàn Mỗ là người không thông tình đạt lý ư, nếu sớm biết những người kia là hạng này, nói không chừng cũng là thuận tay quét sạch." Hàn Lập khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý trả lời. "Đa tạ tiền bối đại lượng." nơi này không phải là nơi nói chuyện, tiền bối hay là mời vào nhà một lát. Hứa thiên vũ trong đầu buông lỏng, mặt mang nụ cười tránh ra phía sau đại môn. Vậy hàn mỗ liền quấy dày, hàn lập suy đoán ngắn gọn, cũng là gật đầu đáp ứng. Nơi này cách chỗ đồn trú của ma tộc đại quân khá xa, hơn nữa phụ cận cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của ma tộc khác, cho nên hắn cũng rất yên tâm. Căn phòng này bên trong không gian cũng không tính lớn, nhưng bên trong vô luận các thức bài trí trong nhà đều mang một loại cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng để cho Hàn Lập trong lòng có chút để ý chính là, phòng bên cạnh những cấm chế ba động như ẩn như hiện, lúc mấy người bọn họ đi tới trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, ngay thần niệm của hắn cũng nhất thời không cách nào phát hiện căn nguyên. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hai phần hiếu kỳ. Hàn Lập sau khi đi qua vào trong nhà phân chủ vị ngồi xuống, lại nhìn ba nữ đang cung kính đứng ở một bên bắt đầu hỏi một câu nơi này tựa hồ cũng không phải là chỗ người phàm cư ngụ, chẳng lẽ có quan hệ gì với hứa ra các ngươi. Hàn tiền bối minh dám, nơi hoang phế này đích xác là nơi hứa ra nhiều năm trước dùng để đặt chân, vãn bối bị mấy tên tà tu kia đuổi theo bất đắc dĩ mới phải vội vã trốn vào nơi đây mượn cấm chế lực trong này đối kháng một hai phần. Hứa thiên vũ cung kính trả lời, thì ra là như vậy, bất quá nơi này cách hứa ra tương đối xa, hơn nữa nghe nói cả hứa ra cũng đã chuyển đến chỗ thánh thành. Ba người các người pháp lực không đủ để tự vệ, như thế nào chạy đến. Hàn Lập gật đầu, nhưng không khách khí trực tiếp đem nghi ngờ hỏi lên. Nghe được Hàn Lập vừa hỏi như thế, ba nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lại hơi có vẻ trần chờ nhưng cuối cùng vẫn là hứa thiên vũ cười khổ nói. Tiền bối có điều không biết, chúng ta hứa ra đích xác trước lúc ma cướp đến liền rời đến nơi Thánh Hoàng Trấn Thủ, Trấn Hoàng Thành, nhưng là ở trước đó không lâu, huyết linh đại nhân đi ra ngoài xử lý một chuyện quan trọng, dẫn dắt ta cùng một ít tộc nhân vừa rời đi Thánh Thành. Kết quả sau khi làm xong chuyện, trên đường trở về, lại ngoài ý muốn đụng phải một đội ma tộc đại quân. Kết quả sau một phen chém giết nhân tộc bọn ta bại trận, chỉ có thể tự mình chạy trôi chết. Ta cùng hai vị cháu gái bị một ít ma tộc đuổi giết, mới hoảng hốt chạy bừa chạy tới nơi đây. Kết quả không nghĩ tới phải mất sức của chín châu hai hổ mới thoát khỏi truy binh, thì lại đụng tới mấy tên tà tu. Huyết linh đạo hữu đi ra ngoài thánh thành, hàn lập ngẩn ra, dáng vẻ hơi ngoài ý muốn. Không sai, vốn là trong tộc trưởng lão cũng không nguyện ý để huyết linh đại nhân ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác đại nhân vẫn muốn đi tựa hồ là chuyện rất quan trọng, nên cũng chỉ có thể tạm thời để huyết linh đại nhân rời đi. Hứa thiên vũ thành thật nói ra, huyết linh đạo hữu sau khi gặp phải ma tộc, hẳn là không có sao chứ. Hàn lập cũng không có hỏi tới cụ thể chuyện của hứa ra, chỉ suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại an nguy của huyết linh. Hàn tiền bối yên tâm, vạn bối trước khi rời đi tận mắt thấy huyết linh đại nhân giết tan vòng vây, mặc dù sau đó có mấy tên cao cấp ma tộc đuổi theo, nhưng lấy thần thông của đại nhân để tự vệ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Hứa Thiên Vũ thản nhiên cho biết, như thế tại hạ cũng yên tâm, đúng rồi, hiện tại Thánh Hoàng thành tình hình như thế nào? Hiện tại cả lãnh thổ quốc gia cũng bị ma tộc đại quân ngạnh ngạnh xanh xanh bức nát rồi, thậm chí ngay cả một ít phù thẻ để truyền tin cũng không được. Hàn lập thần hơi đổi lại hỏi, không tốt lắm, thánh hoàng thành của chúng ta hoàn hảo, ma tộc đại quân bên kia căn bản không đụng tới bổn thành, mà đem nhân thủ trực tiếp càn quét đến những cứ điểm khác của nhân tộc, hiện tại trừ gia Thánh Thành, còn lại rất nhiều cứ điểm của nhân tộc đã bị công phá, một ít tông môn thế gia cũng bị diệt sạch. Hơn nữa ma tộc công kích lần này cũng không giống với phá thành cướp bóc, thậm chí có một số ma tộc bắt đầu trú lại ở những thành thị đã bị công phá của nhân tộc, chúng bắt đầu đem dân chúng người phàm làm nô dịch, Hứa Thiên Vũ vừa nói mà trên mặt cũng không khỏi lo lắng. Xem ra lời đồn đãi này là thật, mà cướp lần này khác xa với lúc trước, có ý ở lại lâu dài ở linh giới hàn lập nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống một hồi lâu sau mới ngưng trọng nói cái gì ý của tiền bối là ma tộc thật sự tính toán chiếm lĩnh địa vực của chúng ta không chờ hứa thiên vũ đáp lời một gã cô gái sắc mặt tái nhợt nhưng vóc người đầy đặn quá sợ hãi thấp giọng hô không riêng gì chúng ta nhân tộc yêu tộc thậm chí bên cạnh một tộc giả xoa gì tộc sợ rằng cũng là mục tiêu xâm lấn của ma tộc một số việc cụ thể nữa hàn mỗ cũng không nắm rõ lắm chẳng qua tin đồn ở tầng lớp cao tầng không giả bất quá các người cũng không nên lo lắng quá mức trời sập xuống tự nhiên sẽ có người chống vào nghĩ đến thánh đảo đối với lần này cũng sớm có ứng đối kế sách hàn lập thần sắc bỗng nhiên buông lỏng cười khẽ nói ra cũng là có thánh đảo cùng mạc giản ly đại nhân cho dù ma tộc có âm mưu lớn hơn nữa cũng khó mà thực hiện được hứa thiên vũ đồng dạng thở phào nhẹ nhõm nói còn lại nhị nữ nghe được như thế sắc mặt cũng dễ nhìn lên rất nhiều hiển nhiên đem uy danh thánh đảo cùng mạc giản ly hai người mang tới cho tam nữ không ít lòng tin. Thời gian còn lại, Hàn Lập cẩn thận hỏi hàn tới một ít liên quan đến tình hình ma tộc đại quân phụ cận Thánh Hoàng Thành, trong lúc vô tình đã trôi qua gần nửa canh giờ. Thời gian không còn sớm, Hàn Mỗ còn có chuyện trong người, sẽ không nán lại ở nơi đây. Sau này hữu duyên lại tái kiến ba vị đạo hữu, đúng rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu, ba vị đạo hữu hay là sớm quay lại Hoàng Thành thì sẽ ổn hơn được chút. Hàn Lập rốt cục đứng dậy mà nói ra cáo từ cuối cùng cũng khuyên bảo đôi câu. Nghe được lời này, hứa thiên vũ tam nữ tự nhiên không dám ngăn trở, lúc này đáp ứng một tiếng, rồi kính cẩn đưa Hàn Lập ra ngoài cửa. Hàn Lập bên ngoài thân thanh quang chợt lóe liền tiếp tục hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không rời đi. Hứa thiên vũ sau khi nhìn thấy thanh sắc cầu vồng lóe lên ở cuối chân trời biến mất, trong đầu hiện lên một tia phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Hứa cô cô, vị hàn tiền bối này quả nhiên là người năm đó đưa huyết linh đại nhân trở về hứa ra chúng ta, là vị tiền bối kia. Hắn quả nhiên là hợp thể kỳ tiền bối. Bên kia cô gái mặt tròn sau khi đợi Hàn Lập rời đi, bắt đầu khẩn cấp luôn miệng hỏi. Một cô gái khác đứng bên cũng đồng dạng giỏng tai lên nghe. Không sai, chính là vị này Hàn tiền bối. Hắn năm đó đến hứa ra chúng ta, cũng đã là hợp thể kỳ tồn tại, nghe nói ở trước lúc ma cướp không lâu. Hắn vừa lần nữa lên cấp đã là hợp thể trung kỳ tồn tại, hứa thiên vũ cười khổ trả lời. Cái gì, là hợp thể trung kỳ tu sĩ? chất nữ cũng là lần đầu tiên thấy được đẳng cấp cao như thế tồn tại. Nghe những người khác nói, cô cô cùng vị này hàn tiền bối giao tình không ít, thậm chí năm đó cũng từng cùng nhau là cộng sự ở Thiên Uyên Thành, chuyện này nhưng lại là thật. Cô gái mặt tròn hiển nhiên vẫn còn trẻ tuổi, đầu tiên thấp giọng hô, rồi lại hưng phấn hỏi tới một hai câu. chương 1937, Hư Hoàng Đình Người cũng biết việc này năm đó, hiện tại nói đến làm gì. Tuy rằng hiện nay tu vi của ta cũng có chút tinh tiến, nhưng so sánh cùng người này căn bản không đáng nhắc tới. Hơn một ngàn năm thời gian liền từ hóa thần kỳ tu luyện đến hợp thể trung kỳ, tốc độ kinh người như thế cả nhân tộc từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người làm được. Không biết hắn như thế nào mà tu luyện, hứa thiên vũ lắc đầu, trong giọng nói có chút tịch liêu. Nếu vị hàn tiền bối này thần thông to lớn như thế, vừa rồi cô cô sao không nói giữ lại một chút, có vị tiền bối này ra tay tương trợ chúng ta, mấy việc chúng ta làm có thể không còn sơ hở chút nào một bên nữ tử yên lặng một lát lại bỗng nhiên nói ra tuy rằng ba người chúng ta cùng với huyết linh đại nhân rời ra nhưng lúc trước đại nhân chính mồm dặn qua chúng ta làm việc này liên quan đến mấu chốt chuyện băng phách tổ tiên có thể trở về hay không cho dù trong hứa thị gia tộc cũng không mấy người biết được chuyện quan trọng chúng ta làm lần này hàn tiền bối tuy rằng đối với hứa gia chúng ta có ân nhưng việc này cũng không thể bẩm báo chi tiết nói đến hàn tiền bối đã đem mấy tên tà tu kia đuổi đi nơi đây tạm thời hẳn là an toàn Ta chỉ cần nắm chắc làm việc thì sẽ rất nhanh lấy ra được vật kia rồi lại một lần nữa hội họp cùng với huyết linh đại nhân, cũng không cần dây dưa tránh phiền phức. Hứa thiên vũ ánh mắt chớp chấp vài cái giọng nói trở lên bình tĩnh vài phần. Vừa nghe được hứa thiên vũ nói như thế, hai nữ liếc mắt nhì nhau một cái không khỏi đều gật đầu. Tốt lắm, chúng ta lại một lần nữa xuống xem đi, hứa thiên vũ đứng im cân nhắc một lát sau đó hai hàng lông mày giãn ra rồi hướng phía trong phòng đi đến. Mặt khác hai nữ này thần sắc ngưng trọng, tự nhiên cùng một dạng theo sát phía sau. Cũng trong lúc nhất thời, ở một chỗ không biết cách xa nơi này bao nhiêu vạn dặm một nơi động quật một gã thân mang huyết sắc chiến giáp kiều mỹ nữ tử, đang đem một khẩu băng nhận lấp loáng huyết quang yêu dị nhắm tới đầu một gã cao dai ma tộc mà bạt ra. Thi thể cao lớn của ma tộc phát ra nhất thanh muộn hưởng ngã nhào xuống, song mục lồi ra giống như là mắt cá dại đi. Ở mặt trên động quật, rõ ràng còn có hai cái thi thể ngăm đen của ma tộc, đang đứng trên mặt đất không chút nhúc nhích, đồng thời bên ngoài thân đều bao trùm một tầng thẫm màu lam băng xương nữ tử mặt không chút thay đổi quét qua mấy cỗ thi thể ma tộc này liếc mắt một cái sau đó thân hình vừa động liền tiến theo một cái thông đạo nhỏ hẹp hướng chỗ sâu trong động quật phi độn mà đi sau khi trải qua vài khúc quẹo rồi xâm nhập xuống mấy tầng động quật trước mắt nữ tử rõ ràng xuất hiện một cái thạch bích loại thường nhìn thấy nữ tử kiều mị hai mắt sáng ngời một tay vừa lật chuyển trong tay một đoàn thanh quang trợt lóe một cái màu xanh tiểu đỉnh nhất thời quỷ dị hiện lên mà ra đỉnh này vừa chuyển động liền quay tròn trong khoảnh khắc tiểu đỉnh liền biến thành một trượng lớn mặt ngoài thanh quang trải rộng lại mơ hồ có hư ảnh chim cá hiện lên đúng vật năm đó hàn lập dựa vào hư thiên đỉnh mà kiều mị huyết giáp nữ tử này tự nhiên chính là vị kia băng phách tiên tử huyết hồn biến thành huyết linh hóa thân nàng này sau khi cùng mấy người hứa ra bị ma tộc đại quân tách ra nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây còn dùng một loại thủ đoạn thần bí nào đó đem ba gã cao giai ma tộc kia nhất nhất đánh chết xem ra nàng đem truy binh dẫn đến động quật này cũng không phải do hoảng hốt mà là có mục đích khác giờ phút này huyết linh đem hư thiên đỉnh thế ra trong miệng lập tức lẩm bẩm hơn nữa bàn tay duỗi ra năm ngón ngọc ngà hướng ngay đến cự đỉnh liên đạn bắn ra phốc phốc vài tiếng qua đi vài đạo màu xanh pháp quyết bắn ra mà ra cũng chợt lóe lướt qua nhập vào trong đỉnh nhất thời cự đỉnh nổi lên âm thanh vù vù rồi run run đem đỉnh phóng lên cao xoay tròn biến mất vào hư không mà bản thân đỉnh phía trong thanh quang chợt lóe nhất thời mấy thanh sắc ký hiệu hướng về một phía tuôn ra, nhoáng lên liền biến thành một tròm đại cổ văn. Những cổ văn này song song một hàng, sau đó phát ra liên tiếp trói mắt thì tán loạn hóa thành nhiều điểm thanh quang, hướng mặt trước của thạch bích kích bắn đi. Âm vang long muộn hưởng chuyện lại, trong nháy mắt thạch bích bị nhiều điểm thanh quang xâm nhập, tầng ngoài giống như bụi đất bị thổi bay để lộ ra một phiến cánh cửa màu đồng to lớn. Mặt ngoài có dán mấy đạo ngân quang lóng lánh cấm chế phủ sách. Quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có người phát hiện nơi đây. Xem ra năm đó bản thể làm ra di lưu thật đúng là cực kỳ sáng suốt. Huyết Linh đôi mắt đẹp chợt lóe cẩn thận nhìn quét qua cửa lớn một lần, trên mặt lạnh ý dừng lại thành vẻ vui sướng thì thào một câu. Tùy theo nàng này đem ngón tay bắn ra một tia kình phong siêu một tiếng, lại tiếp tục đánh tới đỉnh vách đá. Tiểu đỉnh phía trong tức khắc ngân vang, rồi phun ra một cỗ thanh hà hướng cánh cửa to bằng đồng mà quyển đi. Màu bạc ký hiệu, bị thanh hà cuốn qua trong nháy mắt vô thanh vô tức bị chóc ra rơi xuống kéo kẹt một tiếng, đại môn cổ đồng vẫn còn sử dụng được, chậm rãi mở ra. Huyết linh không chút do dự hóa thành một đạo kinh hồng tiến nhập vào trong cửa. Hơn nữa cự đỉnh trong nháy mắt lóe lên thanh sáng mở biến mất. Phía trong cửa lớn rõ ràng thấy một cái mờ mờ đại sảnh. Diện tích không nhỏ, chừng hơn mẫu lớn nhưng các nơi ở bên trong trống không chỉ có một cái thạch bàn tứ giác lẳng lặng để ở đây. Mà trên thạch bàn rõ ràng lại là một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đồng dạng một màu xanh lóng lánh, mặt ngoài hoa văn tinh mỹ, vừa nhìn thấy lại thấy giống hư thiên đỉnh tám phần. Huyết quang chợt tắt, thân ảnh huyết linh liền ở trước thạch bàn hiện lên mà ra, nàng nâng tay hưởng tiểu đỉnh một chảo. Một đoàn thanh quang bay lên không bay tới, dễ dàng thu vào trong tay. Huyết linh dùng một tay nâng tiểu đỉnh hướng trước mắt nhìn tới, trên gương mặt không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Hư thiên đỉnh, hư linh đỉnh, hư hoàng đỉnh, hư, mấy gia hỏa kia sợ rằng không biết, lúc trước bản tiên tử vừa vặn phỏng chế ra một cái bảo đỉnh, hư hoàng đỉnh này công hiệu còn hơn xa hai đỉnh trước, từ đây lại cộng thêm cái chìa khóa kia. Đợi cho ma kiếp lui lại liền tiếp tục đi trước đến lôi minh đại lục. Huyết linh thì thào nói nhỏ một tiếng, trong tay linh quang chợt lóe liền vô tung vô ảnh đem tiểu đỉnh màu xanh thu lên. Tiếp theo nàng này ngay tại trong đại sảnh nhìn quanh cũng không có ý giữ lại, hai tay liền trả sát hướng bốn phía dương lên. Tiếng sấm nổi lên, vô số huyết sắc lôi hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số lôi điện hướng bốn vách tường mà cuồng phách tới cùng lúc ánh mắt đảo qua chính gian đại sảnh bị huyết sắc điện quang bao phu bốn phía thạch bích lại tắc tắc vỡ vụn nổ ra trong lúc nữ hóa thành một đạo huyết hồng hướng ngoài cửa kích bắn mà đi thì gian đại sảnh phát ra một tiếng hoàn toàn nổ tung sau một lát công phu huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên bầu trời một mảnh hoang vu sau khi xoay quanh một cái liền nhắm chuẩn đến một phương hướng rồi phá không bắn đi xem phương hướng này thế nhưng đúng là hướng về chỗ thành nhỏ hứa thiên vũ tam nữ đang chờ một tháng sau Hàn Lập Huyền phù ở một chỗ trên trời cao, dùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới một trận chiến sắc mặt lạnh như băng xương. Tại phía dưới hơn ngàn trượng dưới tầng trời thấp, hơn trăm tên thân mang màu tím chiến giáp, minh ấn hoa văn quỷ dị ma tộc, chính là đang vây quanh hơn 10 tên tu sĩ không ngừng biên cuồng tấn công. Những ma tộc này tu vi thấp nhất cũng đã ngoài nguyên anh, hai gã ma tộc cầm đầu dáng người cao to thậm chí đều có tu vi hóa thần trung kỳ, hiển nhiên đều là loại ma tộc tinh nhuệ. Mà nhân tộc tu sĩ bị vây công này, trang phục giống nhau lại có cả nam phụ lão ấu, hơn nữa tu vi cũng tàn tạ, mấy tên thiếu niên cô gái chẳng qua là chút cơ kỳ cảnh giới, tu vi cao nhất là một gã lão giả dâu bạc trắng, đã là tu sĩ hóa thần đại thành. Hiển nhiên là người của một cái tông môn hoặc là thế gia. Trong những người này nhiều nhất vẫn là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên mặc dù có lão giả kia đau khổ chống đỡ đại cục, cũng chỉ có thể bày ra cho mọi người một cái có vài phần huyền diệu pháp trận, nhưng vẫn bị ma tộc tinh nhuệ bước đại xuống hạ phong, tình thế nguy khốn cực kỳ. Bên kia lão giả dâu bạc cầm đầu một bên thúc giục một kiện ấn bảo vật, một bên đem tình thế chính mình nhìn hết vào mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này đây, đoàn người bọn họ gặp phải nhiều ma tộc tinh nhuệ thế này, ngay cả hắn có thể may mắn thoát được tánh mạng, nhưng những môn nhân đệ tử này chỉ sợ tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, lão giả không khỏi tâm sinh liều mạng, há mồm hướng đến đại ấn phun ra một cỗ máu huyết, lại dùng ngón tay điểm vài cái. Khỏa đại ấn màu trắng kia nhất thời nổi lên tiếng sấm xí, ở giữa chấp lên mơ hồ hiện ra một con bạch sắc dao long miệng phun lôi hỏa đến thẳng hai tên ma tộc cầm đầu hai gã cao dai ma tộc kia như thế nào không biết đối phương muốn liều mạc lúc này cười nanh ác một tiếng thu cự kiếm đen tuyền lại bấm tay niệm thần chú sau lưng liền phù một cái liền hiện ra một cái hư ảnh ma cầm khổng lồ đầu hưu cánh dưới thân lại cánh rơi tựa hồ hung ác dị thường hai ma cầm hư ảnh vừa mới hiện ra đều tự ngẩng lên gáy một tiếng quái dị hai cánh chấp lên từ sau lưng hai gã ma tộc mà vẫy ra hóa thành một đoàn ma khí cùng hư ảnh bạch dao lao vào chiến đấu hai người liên thủ xem ra nhất thời ở thế rằng co không dưới mà liền một lát trì hoãn này nhân tộc tu sĩ trong pháp trận bị ma tộc mưa rền gió giữ công kích đang ở thế hỏng mất nhân tộc bầy tu kinh hô không khỏi rối giết mặt không còn chút máu lão giả cầm đầu kinh sợ hét lớn một tiếng bỗng nhiên vỗ đầu định thả ra nguyên anh thật sự bắt đầu liều mạng nhưng vào lúc này ở đỉnh đầu trên không lại một tiếng hử lạnh truyền đến. Tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại băng hàn đến xương, vừa vào trong tai song phương lại giống nhau như bị tình thiên phích lịch nổ vang trong đầu, chấn thẳng đến làm cho nhân ma sắc mặt cũng đều trắng bệch run lên không ngừng. Tiếng huyết gió nổi lên, từ chỗ phát ra tiếng hử lạnh liền bộc phát ra một đạo thanh sắc quang cầu, bên trong mơ hồ có một đạo bóng người đang hiện ra. Thân ảnh người này tay áo hướng phía dưới run lên, trên trăm tia thanh mang bắn ra chấp một cái liền hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang chói lọi. Kiếm quang này ở trên cao lượn qua một vòng liền hướng phía dưới kích bắn xuống, chỉ lóe qua một cái giày đặc kiếm quang lại ở trong hư không tiêu thất, giống như lúc trước chỉ là một loại ảo giác bình thường. Nhưng là ngay sau đó, trên trăm tên ma tộc cách thân mình gang tất đều phát ra tiếng tê tê, một khẩu màu xanh phi kiếm quỷ dị hiện ra bộc phát ra hào quang chói lòa vây quanh ma tộc vào một vòng. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, những ma tộc này chốc lát bị màu xanh kiếm quang hoàn toàn bao phủ, thân hình nháy mắt biến thành vô số khối, ngay cả nguyên anh ẩn sâu trong đó đều không thể may mắn thoát khỏi trong khoảnh khắc bị kiếm quang rào thành mảnh nhỏ. Một mảng lớn huyết vụ thoáng cái ở phụ cận nhân tộc tu sĩ tản mát tung ra, trong chốc lát nồng đậm huyết tinh khí liền tràn ngập toàn bộ hư không không gian. chương 1938, Hắc Phú Thượng Nhân Sau khi huyết vụ tan hết tất cả ma tộc cũng đều không còn sót lại chút gì. Lúc này mấy người liên can tu sĩ mới từ tiếng hừ lạnh tỉnh táo lại, nhìn thấy hết thảy phụ cận tự nhiên trợn mắt há hốc mồm là vị tiền bối nào ra tay tương trợ gạch dưới gạch dưới vãn bối thiên mã môn giản phi thiên đa tạ tiền bối thiên ân cứu mạng. Vẫn là lão giả dâu bạc trắng phản xạ đầu tiên, nét mặt vẫn còn mang vẻ sợ hãi lẫn vui mừng mà vội vàng hướng lên người trong thanh quang trên trời cao quỳ xuống kính cẩn lễ bái. Vừa nghe được lão giả nói như thế, những tu sĩ khác phân biệt nam nữ lão ấu liền bừng tỉnh hiểu ra, lập tức mừng như điên cũng theo sát phía sau đồng thanh sụp xuống bái lại. Cùng là nhất mạch nhân tộc gạch dưới gạch dưới nếu gặp, Hàn mỗ tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, các người hãy lập tức theo hướng Tây khởi hành. Bên đó cũng không thấy có ma tộc xuất hiện tạm thời vẫn là an toàn. Những chuyện tiếp theo tại hạ cũng không thể giúp được bóng người trong không trung thản nhiên nói, tay áo liền tùy ý run lên nhất thời đem kiếm quang đầy trời thu lại. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, chúng ta thiên mã nhất mạch về sau nhất định vĩnh viễn cung phụng để tạ đại ân của tiền bối. Lão giả dâu bạc trắng tuy rằng đã dùng hết sức để căng mắt nhìn cho rõ người trong quang ảnh, nhưng không có chút hiệu quả nào, lúc này trong miệng liền cực kỳ kính cẩn cúi đầu nói. Hắc hắc, không cần đại lễ như thế, ta cũng là thuận tay làm thôi. Tốt lắm, hàn mỗ còn phải ra đi các người hãy tự mình giải quyết cho tốt. Bóng người trong thanh quang từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng cười, rồi không đợi cho lão giả dâu bạc trắng nói gì nữa đột nhiên bộc phát ra linh quang trói mắt hóa thành một đạo thanh hồng mà kích bắn đi. Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên vài cái, độn quang liền ở chân trời lóe lên vô ảnh vô tung biến mất chốc lát đã xa ngoài vạn dặm. Dầu bạc trắng tu sĩ nhất thời thấy độn tốc mau như vậy cũng không kìm nổi hoảng sợ, kinh ngạc một hồi lâu mới theo bản năng đứng dậy. Sư phó, lão nhân ra người đã biết là vì tiền bối nào ra tay cứu giúp bổn môn sao? Một gã nguyên anh kỳ nam tử, bước vài bước đến trước người lão giả cẩn thận hỏi một câu. Ân, có thể như vừa rồi mà đánh chết nhiều cao dai ma tộc như vậy, luyện hư kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng làm được. Cho dù hợp thể kỳ bình thường tồn tại, cũng rất khó để dễ dàng làm được việc này. Mà phụ cận có tiền bối họ Hàn đã ngoài hợp thể kỳ, theo ta được biết chỉ có hai người mà thôi. Một vị gần đây mới đầu nhập dưới chướng Thánh Hoàng là cửu lệ chân nhân Hàn thỉnh tiền bối, còn lại một vị khác lại là ở phụ cận Thiên Uyên Thành Hàn lập tiền bối. Hai vị tiền bối này pháp lực đều bí hiểm, thần thông quảng đại chắc hẳn là một trong số đó. Về phần chính xác là vị tiền bối nào, chờ chúng ta chân chính thoát ly nguy hiểm, tự nhiên muốn đến hỏi thăm cho tốt. Ơn cứu mạng đại ân này chúng ta không thể xem nhẹ mà quên lão giả dâu bạc trắng sau khi lo nghĩ thở nhẹ một hơi nói là cần tuân sư phó dạy bảo bất quá nơi này đã có ma tộc xuất hiện sẽ không an toàn tiếp theo chúng ta ấn định phương hướng đi tới đầu nhập vào ẩn tông nhất mạch trong hắc thủy sơn mạch hay là muốn theo lời vị tiền bối này đi về phía tây theo đầu nhi biết phía tây bên kia có chút hoang vắng đa số khắp nơi đều là bình nguyên chỉ sợ không có nơi để che giấu ẩn thân trung niên nam tử lại kính cẩn hỏi một câu hắc thủy sơn mạch cách nơi đây cũng không tính quá xa bên kia hẳn cũng không phải chỗ an ổn mà vị hàn tiền bối này nếu nhắc nhở phía tây không có ma tộc xuất hiện gạch dưới gạch dưới nghĩ đến cũng không giả về phần chỗ mấy chỗ bình nguyên hoang vắng thì cho là gì người thật sự nghĩ tránh ở trong sơn mạch là có thể né qua thần niệm của cao giai ma tộc tìm tòi ta nghĩ chỉ cần có thể tìm được một chỗ nơi hẻo lánh sau đó bày ra pháp trận ẩn sâu xuống đất cũng không phải không có khả năng né qua ma kiếp lần này dù sao ma tộc cũng không có khả năng đem địa vực chúng ta đều tìm tòi hết một lần lão giả râu bạc trắng hai mắt nhíu lại lúc này mới cười lạnh một tiếng nói là đồ nhi lập tức hạ lệnh rồi đi về phía tây trung niên nam tử sau khi cân nhắc cũng liên tục gật đầu đúng rồi gạch dưới gạch dưới kiểm tra một chút trên người mấy tên ma tộc các túi chữ vật pháp khí nếu đã là ma tộc tinh nhuệ nghĩ đến trong người chắc có nhiều vật xa xỉ vị hàn tiền bối không để trong mắt thứ này nhưng đối với thiên mã môn chúng ta mà nói lại không phải là nhỏ lão giả như chợt nhớ tới cái gì, lại vội vàng phân phó một câu. Trung niên nam tử tự nhiên đáp ứng một tiếng, xoay người lớn tiếng phân phó mệnh lệnh của lão giả dâu bạc trắng. Vì thế mà mười mấy tên nhân tộc trước tiên là độn quang hướng mặt sau bay đi, sau một lúc lâu, mọi người lại cùng độn quang hướng ngoài biên phía tây phi độn mà rời đi. Về phần những ma tộc bị biến mất này, nghĩ đến không có 10 ngày nửa tháng thời gian tìm tòi, ma tộc không có khả năng phát hiện ra cái gì. Bóng người trong quang ảnh ra tay tự nhiên chính là Hàn Lập. Loại chuyện ma tộc bao vây để tiếu trừ tu sĩ nhân tộc như thế này, hắn theo dọc đường đi ít nhất cũng chứng kiến năm sáu hồi, nếu trong tình huống phát hiện không có ma tôn cùng bậc ở trong, hắn không chút khách khí thi triển thủ đoạn xét đánh đem mấy ma tộc du đáng này càn quét sạch sẽ. Hiện tại trừ phi đụng tới tổng số ma tôn của ma tộc đại quân liên thủ lại, nếu không hắn cũng thực không cần phải kiêng kỵ cái gì. Nửa tháng sau, trước mặt xuất hiện một mảng núi rừng nguyên thủy đen sâu thẳm, bên trong thụ mộc cao lớn, cành lá rậm rạp ngẫu nhiên có đầu thú truyền đến tiếng hô, làm cho người ta cảm giác âm thanh trầm lạnh như băng khắc thường. Hàn lập độn quang chờ tắt, ở chỗ bên cạnh hiện ra thân hình, ánh mắt cũng hướng tới chỗ sâu núi rừng mà nhìn. Chỉ thấy ở chỗ cực xa mơ hồ có bảy tòa núi bất đồng liên kết lại một mảnh hình thành một cái tiểu sơn mạch. Hoàng tuyền địa hỏa, khi trước thật sự đã nghe nói qua nơi đây, quả nhiên giống với lời đồn là nơi âm khí cực thịnh, chỉ sợ trừ bỏ số ít người tu luyện công pháp âm thuộc tính, sẽ rất ít tu sĩ tìm đến địa phương này đi. Hàn Lập thì thào đôi câu vừa đem ánh mắt thu lại lần nữa hóa thành một đạo cầu vòng thẳng vài tòa ngọn núi phi bắn đến. Nhìn như địa phương cực xa, nhưng lấy thanh hồng độn tốc kinh người lại trong khoảnh khắc đã đi đến chỗ phụ cận. Hàn Lập không có chút nào dừng lại, thẳng đến ngọn núi cao lớn thứ hai bay đi, chớp lên vài cái liền hiện ra thân hình ở một chỗ trên ngọn núi. Nhưng sau khi đảo mắt qua Hàn Lập lại vì thế mà ngẩn ra có vẻ ngoài ý muốn. Chỗ đỉnh núi rõ ràng có hai gã nhân tộc tu sĩ, chính là đang khoanh chân ngồi ở một hố ao miệng núi lửa ở đỉnh núi, một cái da trắng mập mạp, mặt mũi sáng sủa tai to, đúng là một gã tăng nhân mình mặc áo cà sa màu tím, cạnh đó là một cái khác khô gầy, da thịt ngăm đen, giống như là một cành củi khô, khô mộc lão giả. Hai người ở phía trước cũng giống như hắn đều có khí tức tu vi của hợp thể trung kỳ, trước đó không biết dùng loại phương pháp nào để che giấu hơi thở, làm cho Hàn Lập lúc trước không phát hiện ra bọn họ. Hai người này vừa thấy Hàn Lập quỷ dị xuất hiện, ánh mắt đều bá một cái, cơ hồ đồng thời quét lại đây. Di nguyên lai là hàn đạo hiếu, bần tăng thiên thiền gặp mặt. Tên béo trắng tăng nhân còn lại vừa thấy rõ dung diện hàn lập đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng lại đem thần sắc quái dị kêu lên danh tính hàn lập. Mà tăng nhân này hàn lập đúng là gặp mặt một lần, trước kia từng gặp qua một trong hai đại thủ hạ dưới trường thánh hoàng thiên thiền đại sư. Nguyên lai là thiên thiền đại sư, hàn mỗ thất lễ. Hàn lập cũng đồng dạng giật mình, nhưng thần sắc như thường đứng từ phía xa vừa chắp tay nói thiên thiên, người nhân được người này. Mặt khác lão giả có khuôn mặt xấu xí cũng nhìn ra tu vi hợp thể trung kỳ của hàn lập thần sắc biến đổi gạch dưới gạch dưới thanh âm khàn khàn dị thường mở miệng. Ha ha gạch dưới gạch dưới khó trách vũ huynh không nhận ra hàn thí chủ, hàn đạo hữu tiến giai hợp thể kỳ cảnh giới bất quá mới có mấy trăm năm mà thôi. Tại vũ huynh khi trước luôn bế quan gạch dưới gạch dưới tự nhiên là cảm thấy xa lạ. Tăng nhân thiên Thiên mỉm cười trả lời, mấy trăm năm, ta không nhìn lầm, hàn đạo hữu hẳn là có hợp thể trung kỳ cảnh giới đi. Lão giả xấu xí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt không khỏi xoay chuyển hướng Hàn Lập hỏi một câu. Tại hạ vừa mới tiến giai đến trung kỳ cảnh giới không lâu, đạo hữu là. Hàn Lập đối mặt với cùng giai tồn tại tự nhiên không có cử chỉ khinh mạn gì, cũng đồng dạng ôm quyền hỏi một câu. Lão phu Vũ Khiếu Thiên, cũng có người đem danh xưng của lão phu kêu là Hắc Vũ thượng nhân, ha ha có mấy trăm năm thời gian lại có thể tiến giai đến thế, Hàn đạo hữu tư chất cao, lão phu ở trên thánh đảo chưa bao giờ gặp qua ai có thể đánh đồng cùng đạo hữu lão giả xấu xí ánh mắt chấp chấp không chút che giấu kinh ngạc trong lòng. Thánh đảo, Vũ Huynh là sứ giả thánh đảo, lúc này Hàn Lập thực sự hoảng sợ thanh âm biến đổi hỏi. Sứ giả của thánh đảo thì không dám nhận, nhưng hiện nay lão phu xác thức ở tại thánh đảo, hắc vũ thượng nhân có vẻ dị thường khách khí. Thánh đảo đại danh, Hàn Mỗ đã sớm nghe như sấm bên tai, chỉ tiếc là vẫn không có cơ hội lên đảo kiến thức một hai. Có chăng Vũ Huynh nói giúp lên trên Hàn Lập nét mặt thu lại bỗng nhiên cười rộ lên một cái. Hắc hắc, Nguyên bản cứ cách ngàn năm, thánh đảo đều đã mời tân tiến giai hợp thể tu sĩ lên đảo một lần, thậm chí còn có thể bị yêu cầu ở lại trên đảo tu luyện. Nếu không phải ma kiếp lần này bùng nổ trước, nói không chừng Hàn Huynh đã sớm như nguyệt. Hắc phố thượng nhân lại cười hắc hắc nói, thì ra là thế, tại hạ đúng thật là lần đầu tiên nghe nói qua việc này, làm cho nhị vị đạo hữu chê cười. Hàn lập gật đầu gạch dưới gạch dưới dáng vẻ hơi ngoài ý muốn. Không có gì thánh đảo từng làm cho các tu sĩ lên đảo đối việc này giữ một phần bí mật, cho nên dưới hợp thể tu sĩ không thể nào biết được. Hắc phố thượng nhân nói rõ thêm, hàn thí chủ năm đó từ biệt, sau lại nghe nói thí chủ luôn luôn ẩn cư tại phụ cận thiên uyên thành, trước lúc ma kiếp bùng nổ liền trực tiếp đi khỏi thành này, không biết hiện tại tình hình bên thiên uyên thành như thế nào. Tăng nhân bỗng nhiên ngắt lời rồi hướng hàn lập hỏi hai câu. Ân, hiện tại hàn mỗ xác thực đặt chân ở thiên uyên thành, xem như là thân phận khách khanh. Về phần tình hình thiên uyên thành tính ra cũng không tốt lắm, trừ bỏ phía ngoài thiên uyên thành, còn lại tất cả đại hình cứ điểm tựa hồ đều đã bị vây hãm. Vừa nghe được tăng nhân hỏi như thế gạch dưới gạch dưới hàn lập sắc mặt trầm xuống trả lời. Thiên uyên thành tình thế hiểm ác như thế, cứ điểm bên kia tuy rằng so với địa vực khác xa mới bằng, nhưng nghe nói mấy cái đại hình cứ điểm rất có thực lực, đều có hợp thể tu sĩ tỏa chấn, sao lại bị rơi vào tay giặc nhanh như vậy. Tăng nhân sắc mặt đại biến, lời này nói đến quá dài, tại hạ sau hắn tường tận nói lại cho đại sư nhưng thật ra lấy thân phận của đại sư cùng hắc vũ đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này không biết có thể nói cho hàn mỗ biết một phần hàn lập cười khổ một tiếng sau đó mặt lại lộ ra một tia tò mò dò hỏi chương 1939, hoàng tuyền địa hỏa chuyện này thiên thiền nghe vậy có vẻ hơi trần trờ lại hướng sang hắc vũ thượng nhân liếc mắt một cái ân hàn huynh thân đã là đỉnh giai tồn tại của nhân tộc khẳng định sẽ không đối với việc ta đang làm gây bất lợi huống hồ lão phu nguyên vốn cảm thấy việc này chỉ có hai người ra tay cũng không có nhiều nắm chắc hàn đạo hữu nếu như có thể xuất lực tương trợ thì tỷ lệ thành công tự nhiên lại càng lớn hơn một phần hắc phố thượng nhân trầm ngâm một lúc sau đó quyết đoán dị thường nói hàn lập ngơ xong lời này tự nhiên càng thêm kinh ngạc nhưng không mở miệng mà lại im lặng chờ hai người nói tiếp quả nhiên khi nghe đến hắc phố thượng nhân vừa nói thế tăng nhân cũng nở nụ cười rồi chỉ xuống phía dưới nói bần tăng cũng nghĩ như thế một khi đã như vậy lão nạp liền đối với hàn thí chủ nói ra việc vừa rồi, sau khi nghe xong hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ hai người chúng ta một lần. Đại sư khách khí, nếu chuyện này thật sự liên quan đến đại cục của nhân tộc chúng ta, thì hàn mỗ tuyệt sẽ lo lắng hết sức. Hàn lập sau khi hơi châm trước cấp cho mình đường ra nói. Kỳ thật lần này hai người bọn ta đến đây cũng là do mệnh lệnh của thánh đảo. Chính là vì nơi này hoàng tuyền địa hỏa, thiên thiền rốt cục không hề che giấu mở miệng, hoàng tuyền địa hỏa. Tuy rằng trong lòng đã sớm có đoán trước, nhưng thực nghe tăng nhân nói ra, hàn lập trong tâm vẫn hơi trầm xuống, nhưng tăng nhân lại nói tiếp một câu làm cho hắn trong lòng buông lòng. Ân, chuẩn xác mà nói vì một cái linh vật trong hoàng tuyền địa hỏa mà đến. Tựa hồ nhìn ra sắc mặt hàn lập có chút khác thường, hắc phố thượng nhân bổ sung một câu. Trong hoàng tuyền địa hỏa có thiên địa linh vật sao, tại hạ vì sao chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Hàn lập nghĩ lại trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, đương nhiên là có, nhưng lại là năm vạn năm mới dưỡng dục mà thành linh vật. Không biết hàn thí chủ có hay không đã từng nghe qua Hoàng Lương Mộng Thạch. Thiên Thiền Tăng Nhân bình tĩnh nói, Hoàng Lương Mộng Thạch có phải trang loại này là cực phẩm tài liệu chuyên dùng để bày ra đại hình ảo trận? Không sai chính là tài liệu này, lần này bọn ta cũng không phải muốn kiếm Hoàng Lương Mộng Thạch bình thường, mà phải là loại đã sinh ra linh trí Hoàng Lương Thạch Linh. Thạch Linh này chẳng những chỉ có thể xuất hiện ở trong Hoàng Lương Mộng Thạch, hơn nữa điều kiện sinh ra rất chi hà khắc so với một ít nổi danh thiên địa sinh linh tuyệt không kém bao nhiêu, cho nên người biết linh vật này đích xác không nhiều lắm. Mà thạch linh nơi này là do mấy vạn năm trước một vị tiền bối của bản tộc vô ý phát hiện. Nhưng đáng tiếc là vị tiền bối này vẫn chưa có cơ hội bắt được, ngược lại còn làm cho thạch linh chấn kinh sau đó không bao giờ trồi lên hoàng tuyền địa hỏa chút nào nữa. Mà loại hoàng tuyền địa hỏa này chỉ sợ chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong. Những tưởng là thôi, nhưng lúc này có vị đại năng tu sĩ ở thánh đảo vẫn luôn theo dõi vì thế mà bói ra được ở khoảng thời gian này chính là ngày hoàng lương thạch linh độ kiếp nó không có khả năng cứ ẩn sâu mãi bên trong địa hỏa mà không ra lần này chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt lấy thạch linh thiên thiền tăng nhân tường tận giải thích nói thì ra là thế ta nói trước kia chưa bao giờ nghe đến hoàng lương thạch linh này thế nhưng ẩn thân ở chỗ sâu trong hoàng tuyền địa hỏa mấy vạn năm bất quá chính là một cái thạch linh cho dù mở ra linh trí có thể cũng không có đại thần thông, ngay cả nhị vị đạo hữu mà không có nắm chắc bắt được sao? Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc hỏi. Hàn huynh có điều không biết, Hoàng Lương Thạch Linh này cùng với thạch linh bình thường khác nhau rất lớn, trừ bỏ thần thông linh thạch bình thường còn có năng lực phóng thích ra ảo thuật. Hơn nữa thạch linh phóng thích ảo thuật này cơ hồ phát ra ngay lập tức, chỉ cần cùng với nó chống lại bất chi bất giác liền rơi vào trong ảo thuật mà không tự biết. Lúc trước vị tiền bối bản tộc phát hiện cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại trong tộc của ta, kết quả sau khi chống lại Thạch Linh này chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị ảo thuật gây cho mệt mỏi nhiều năm mới may mắn có thể thoát khốn, hơn nữa trở về còn bị bệnh một hồi, nghe nói tổn thất không ít nguyên khí. Lúc này phải đem Thạch Linh kia bắt sống không thể thương tổn đến tánh mạng, cho nên dù ta và Thiên Tiền Đại sư chuyên vì thế mà chuẩn bị một ít thủ đoạn vẫn không có khẳng định 10 thành nắm chắc đắc thủ. Hắc phú thượng nhân ở một bên giải thích hai câu, ảo thuật, nếu Thạch Linh Thiên Phú thần thông đến bậc này, xác thực nói như vậy đều không phải chuyện nhỏ. Trách không được nhị vị đạo hữu thận trọng như thế. Đúng rồi, nếu là thánh đảo thỉnh hai vị đến vây bắt Hoàng Lương Thạch Linh, hai vị đạo hữu tất cũng biết nguyên do trong đó ra sao. Hàn Lập gật gật đầu lại truy vấn một câu, chuyện này khi Lão Phu xuất phát, có nghe nói qua một ít. Hình như tinh thạch trong cơ thể Thạch Linh là một vật trọng yếu để nhân tộc chúng ta dùng đối phó với ma kiếp. Nhưng cách dùng thế nào lại do Mạc Đại Nhân ở Thánh Đảo tự mình làm chủ? cụ thể ra sao lão phu cũng không lắm rõ lắm lão giả không chút trần chờ dứt khoát cực kỳ trả lời mạc tiền bối giao cho chuyện này hàn lập biến sắc không khỏi hít vào một ngụm lương khí hắc hắc nếu không phải thế hai người ta ở trong nhân tộc coi như cũng hơi có chút danh khí cùng địa vị lại như thế nào hướng chỗ khô cằn này chạy đến lão giả nở một nụ cười nếu việc này quan hệ đến đại cục của nhân tộc chuyện này là chuyện nghĩa không thể chối từ hàn mỗ tự nhiên ra chút sức lực nhị vị đạo hữu có chỗ gì cần giúp đỡ cứ việc phân phó đi. Hàn lập cúi đầu trầm ngâm một lát thần sắc nghiêm lại nói. Ha ha, ta cũng biết Hàn huynh tuyệt đối không thể ngồi yên mà không để ý tới, kỳ thật lúc này chụp bộ linh vật cũng không cần đạo hữu làm gì quá phức tạp, chỉ cần đến lúc đó có thể lập tức ứng biến phụ trợ hai người chúng ta, vạn nhất hai người ta có chỗ sơ hở mong rằng Hàn huynh đúng lúc cuốn lấy linh vật, ngăn không cho nó lại chạy về trong địa hỏa. Thiên thiền tăng nhân vừa nghe Hàn lập nói như thế không khỏi mừng rỡ hắc phố thượng nhân nghe xong cũng cao hứng một phen liên tục cảm ơn đúng rồi nếu thiên uyên thành tình hình không quá diệu vậy hàn huynh xuất hiện lúc này hẳn cũng không phải đi ngang qua chẳng lẽ có chuyện quan trọng trong người thiên thiền tăng nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi một câu hàn mỗ lần này đến đây đích thật cũng có chuyện của mình nhưng chỉ là muốn dụng hoàng tuyền địa hỏa luyện chế vài món pháp khí mà thôi bất quá hiện tại gặp phải chuyện của hai vị đạo hiếu điểm việc nhỏ ấy tự nhiên muốn để lại sau hàn lập mặt không đổi sắc trả lời đa tạ hàn huynh thông cảm hiện tại hoàng tuyền địa hỏa chính xác không dễ tiếp xúc nếu không thạch linh phát hiện ra có ngoại nhân ở bên ngoài thì thật là có chút phiền phức thiên thiền tăng nhân hiện lên vẻ mặt xin lỗi trong miệng lại cảm ơn vì thế sau khi hàn lập cùng lão giả và thiên thiền tăng nhân khách khí vài câu lúc này liền gia nhập hàng ngũ hai người cũng khoanh chân ngồi ở bên cạnh hố to sau đó ánh mắt hướng đáy hố to nhìn lướt qua khẽ cau mày hố này diện tích lớn nhỏ khoảng vài mẫu nhưng cả tòa hố to từ điểm giữa lại chia làm hai phần hoàn toàn bất đồng. Nửa trên cùng núi đá bình thường giống hệt nhau đều màu sắc xám trắng, nửa dưới trở xuống vách núi lại một màu đen, phía trong vách hàn khí âm trầm lạnh lẽo tản ra từng đạo lục mang. Hơn nữa bề mặt giống như một loại mỹ ngọc trơn trượt bóng loáng vô cùng. Ở cái đáy của hố to là từng đoàn vũ khí màu vàng không ngừng quay cuồng nhưng phía trong thỉnh thoảng lại có tiếng ầm vang truyền ra, còn ẩn ẩn có tia hào quang chấp động không chừng, tựa hồ phía dưới xương mù che khuất vật gì linh động. Hàn lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, một khối pháp bàn màu trắng liền xuất hiện tại trong tay. Siêu một tiếng, cổ tay hắn lại run lên, pháp bàn lập tức hóa thành một đoàn bạch quang hướng cái đáy hố to bắn đi. Lúc thời điểm trải qua nửa trên cự hố, pháp bàn không có chút khác thường, nhưng là khi một đầu tiến vào nửa dưới, bạch quang lập tức kịch liệt run rẩy, đồng thời mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng băng tinh, chưa tiến đến xương mù đã hoàn toàn bị đóng băng rồi tất cả tiếp tục rơi vào trong vũ khí một lát sau lại thấy một tiếng giòn vang theo phía dưới sương mù chuyển đến pháp bàn bị đóng băng dường như bị nổ tan ra hoàng tuyền địa hỏa tên này quả nhiên không giả nơi này âm hàn chi khí kinh người cực kỳ hàn lập nửa nói lẩm bẩm vài câu nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh dị ha ha nghe nói địa hỏa nơi này chính là trực tiếp từ dưới cửu u hoàng tuyền phun thẳng lên tuy rằng giống như hỏa diễm nhưng kỳ hàn lực lại không phải tầm thường nhưng đáng tiếc là loại kỳ hàn này lại cực khác so với băng hàn lực bình thường vô pháp không thể thu vào thể nội để luyện hóa. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói nhiều lắm chỉ có thể dùng để luyện chế một ít pháp quyết đặc thù mà thôi thật sự vô cùng đáng tiếc. Thiên thiền tăng nhân cười khẽ một tiếng tựa hồ cũng vô cùng tiếc hận. Hỗn độn tạo hóa, âm dương ngũ hành, nguyên bản chính là thiên địa pháp tác trong mấy đại căn bản lực. Hoàng tuyền địa hỏa này nếu ẩn chứa băng hàn lực kinh người như thế, tự nhiên nếu lợi dụng nhất định phải chịu hạn chế. Nếu không người tu luyện băng hàn thần thông có thể tùy ý hấp thụ âm hàn lực nơi đây, chẳng phải là pháp lực tiến triển cực nhanh. Đối với nhất tộc mà nói trên đời nào có thiên đại chỗ tốt, Hắc Vũ Thượng Nhân cũng thản nhiên ngắt lời. Ân, lời này rất có đạo lý, nhưng ta cũng từng nghe người ta nói qua, hoàng tuyền địa hỏa này nhiều khả năng cũng là một cửa để đi vào minh giới, nếu thật sự đúng thế, hàn mỗ thật đúng là đối với âm hỏa này tò mò, hàn lập thản nhiên cười trả lời. Ân, tin đồn như thế từ xưa thì tính gì, nhưng là hoàng tuyền địa hỏa này thật sự âm hàn vô cùng, ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi hơn nghìn trượng, nếu là tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng nhiều lắm xuống tới vạn trượng, xuống tiếp nữa có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên việc nghe đồn tự nhiên thật cũng không có người làm chứng. Thiên thiền ánh mắt chợt lóe, cũng hơi nghĩ qua nói. Ha ha, hai vị đạo hữu làm gì tưởng nhiều như vậy. Cho dù hỏa này thật có thể dẫn đến minh giới, nơi đó đều là mãnh quỷ lệ phách chờ tu sĩ chúng ta đến mà tiếp đãi. Chờ khi ta tu luyện đến mục tiêu cuối cùng, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể phi thăng thực tiên chi giới kể từ đó mới có thể được vĩnh sinh bất tử chân chính đồng thọ cùng thiên địa hắc phố thượng nhân lại không cho là đúng nói bần tăng đối với cái này không có kiến giải bọn ta phật môn dạy thiện ác có nguyên nhân tạo hóa bao ứng cho dù cả đời này tăng nhân sắc mặt trang nghiêm không đồng ý lắc đầu đứng lên hắc phố thượng nhân nghe xong cười hắc hắc chờ tăng nhân vừa nói xong lại nói ra một phen lĩnh ngộ của chính mình hai người ngươi một câu ta một câu lại từ miệng hố cùng nhau xảy ra biện giải. Hàn lập thấy tình hình vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng lập tức hoạt kê nở ra một nụ cười. chương 1940, bẫy dập, hai người một người tu luyện chính là Phật môn thần tụng, một người tu luyện đạo gia công pháp nói đến chuyện này tất nhiên không cùng quan điểm. Hàn lập đối với vấn đề này khuynh hướng nghiêng về lão giả. Hắn một khi đã bước trên con đường tu luyện này, tự nhiên không nghĩ đến đường về kiếp sau, mà một lòng truy cầu đại đạo. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thong thả nhắm hai mắt ngồi nhập định một bên cự hố. Mà tăng nhân cùng lão giả sau một hồi biện luận, tự nhiên không có kết quả gì cuối cùng đều nhắm mắt không nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trải qua ba ngày ba đêm, mà trong hố to những xương mù màu vàng vẫn không có gì biến đổi. Một ngày kia, Hàn Lập mí mắt hơi động liền mở ra hai mắt. Thần niệm của hắn tùy ý đảo qua dưới đáy hố, lát sau chân mày không khỏi giãn ra mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu ở đây đã bao lâu, sẽ không tính sai ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp chứ. Hàn đạo hữu yên tâm, người có trách nhiệm bói ra quẻ này ở trên thánh đảo bọn ta là một vị chuyên tu về bói toán thần thông cực kỳ nổi danh. Tỷ lệ tính lầm rất nhỏ, hơn nữa ta với thiên thiền đại sư mới đến trước Hàn Huynh có 10 ngày. Dựa theo quẻ bói thì Thạch Linh kia hẳn là độ kiếp ở tháng này, cho nên tuyệt sẽ không lâu, không chừng mấy ngày nữa sẽ có động tính. Hắc phố thượng nhân bình tĩnh nói, xem ra Hàn mỗ đã có chút nóng lòng, gì, cái này là... Hàn Lập vừa định nói tiếp mấy câu nhưng bỗng nhiên biến sắc thất thanh thốt ra. Còn lại hai người vừa nghe thấy thế, nhất thời ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía dưới. Ở dưới cái rãnh lớn màu vàng mù sương, lúc này quay cuồng kịch liệt hơn nữa lại phát tán ra một cỗ hàn khí làm cho nửa thạch bích phía dưới im lìm ngưng kết ra một tầng nhũ vàng trong suốt xương giá, nhìn quỷ dị vô cùng. Vừa lúc trên bầu trời lại oanh một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng vừa động cũng ngừng đầu hướng trên cao nhìn tới chỉ thấy cách đỉnh núi mấy vạn trượng trên không trung cuồng phong đang gào thét từng đoàn mây đen kịt mở xương đang vần vũ kéo đến tạo ra các loại hình thù ở phía trong ẩn ẩn có vô số lôi điện ầm vang từng trận chẳng lẽ là cái này hàn lập lẩm bẩm một tiếng muốn nói lại thôi ha ha không tệ thiên kiếp của thạch linh đã đến không lâu nữa nó sẽ phải ra khỏi hoàng tuyền địa hỏa thiên thiền đại sư chúng ta bắt đầu bố trí chưa hắc phố thượng nhân vừa thấy liền cười lên ha hả rồi hóa thành một đạo hắc quang bay lên trời bên kia tăng nhân sắc mặt vui mừng tay áo khoát lên cũng bay đến giữa không trung tiếp theo liền thấy hai người miệng lẩm bẩm mười ngón tay liên đạn bắn ra không ngừng từ ống tay áo bay ra đủ loại trận kỳ cùng trận bàn dày đặc chớp mắt đã trải dài thành một vòng lớn trên bầu trời thoáng chốc hai người đã hợp lực đem trận kỳ ẩn nặc tạo ra một tòa đại trận cực kỳ xâm nghiêm lực cấm chế áp dụng từng tấc đất trên đỉnh núi lúc này hắc phố thượng nhân mới ngưng tay pháp quyết thân hình đột nhiên quay tròn trên không trung tiếng xé gió nổi lên vô số hắc tia từ trên người cuồng xạ ra bang bang cái tự hành nổ ra, hóa thành vô số hắc tia biến mất. Bên kia thiên thiền tăng nhân thì quát khẽ một tiếng, bàn tay đem ra một bình bát hỏa hồng. Bình bát vừa hiện nhất thời từ trong phát ra một tiếng phượng minh, rồi từ đó bắn ra ba quả cầu lửa sẫm màu. Mỗi một quả cầu chỉ bằng một đầu nhỏ, nhưng vừa ra khỏi ngón tay tăng nhân lại xì xì cuồng trướng lên hơn 10 trượng khổng lồ, kêu vang liền biến thành ba con hỏa điểu rực lửa. Tiêm phượng, Hàn Lập vừa thấy qua ba con chim khổng lồ không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói ra. Ha ha, để cho Hàn thí chủ chê cười. Đây chỉ là ba bộ có một tia hỏa phượng huyết mạch bạo viêm điểu mà thôi, sao có thể cùng chân chính hỏa phượng so sánh với. Thạch Linh sống ở hoàng tuyền địa hỏa lâu như thế, hẳn sẽ là thân thể cực âm, ba con viêm điểu khí tức có chút huyền diệu, nếu lần này dùng để kiềm chế linh vật hẳn là hiệu dụng. Thiên thiên tăng nhân lại cười một tiếng nói, thì ra là như vậy, nếu không phải hơi thở này yếu hơn, Bạo viêm điều này thật giống với hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết nghe tăng nhân giải thích hàn lập vẫn là lấy làm kỳ một tiếng. Lúc này, bên kia hắc phố thượng nhân ở trên người không biết phun ra bao nhiêu hắc tia, lát sau há miệng phun ra một cái tử văn hồ lô tinh xảo. Hồ lô này bất quá lớn mới tắc, mặt ngoài chấp chấp điểm suyết thần bí ngân quang. Lúc này lỗ hổng trên hồ lô phún ra một con bọ cạp toàn thân màu xanh lam trong suốt, bất quá chỉ lớn hơn một thước nhỏ, nhưng trên lưng mọc mờ mờ một đôi cánh chim tinh xảo dị thường. Tiếp theo, Tăng nhân cùng lão giả không chút hoang mang đối với bốn con linh thú làm phép một phen, sau đó đem thân hình cùng khí thức bọn chúng tất cả đều ẩn nặc lên. Giờ phút này trên không trung mây đen đã che khuất bầu trời, cả bầu trời đã trở thành một màu đen kịt, nếu như trong đó không ẩn ẩn những đạo bàng bạc điện hồ chấp động, sợ rằng nói lúc này là đêm tối cũng sẽ có người mười phần tin tưởng. Hàn huynh, trước tiên tạm thời lui ra ngoài đỉnh núi. Ta cùng thiên thiền đại sư muốn dùng bảo vật thanh trừ khí thức của bọn ta lưu ở chỗ này. Hắc phố thượng nhân cúi đầu hướng Hàn Lập đang ngồi xếp bằng cạnh hố to có vẻ áy náy nói. Chuyện này tất nhiên rồi, những thiên địa linh vật cả đám đều có khả năng cảm ứng kinh người, nếu trước không bố trí một chút, tồn tại như bọn ta khẳng định không cách nào che giấu cảm ứng chúng nó. Hàn Lập không thèm để ý chút nào đứng lên, thân hình thoáng cái liền biến thành một cỗ khói xanh ngay tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một chỗ ngoài đỉnh núi hư không chợt dao động, thân hình Hàn Lập nhanh chóng hiện ra sau đó ôm hai cánh tay huyền phù trên không trung không nhúc nhích. Tăng nhân cùng lão giả gặp tình hình này, cũng không khách khí, bàn tay đan lại lóe lên một đạo bạch quang, trên tay đã nhiều ra một hạt trâu trong suốt, kỳ hàn vô cùng. Hắc phố thượng nhân thì tụ bào run lên từ trong bắn ra một đoàn thanh quang rồi hóa thành một cái quạt lông màu xanh. Tăng nhân nhẹ nhàng vuốt tinh cầu một cái, nhất thời mặt ngoài tinh cầu năm màu phù văn chuyển động, bạch sắc kỳ hàn từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Cùng một thời gian, hắc phố thượng nhân một tay cũng bấm pháp quyết thúc dục bảo vật trước người. Quạt lông màu xanh rung lên nhẹ nhàng quạt ra vài cái. Y ao một tiếng, từ trong quạt sông thẳng ra một đạo thanh cuồng phong rồi hóa thành một cỗ lốc xoáy ngất trời đem kỳ hàn lực cùng nhau quyện vào. Một trận bão tuyết bao trùm tất cả đỉnh núi, hết thảy mọi thứ đều bị sức mạnh của băng tuyết bao phủ vào trong. Cả đỉnh núi cơ hội một hơi công phu, liền biến thành một mảnh trắng phao. Nhưng vào lúc này, thiên thiền tăng nhân cùng hắc phố thượng nhân nhìn nhau một cái không biết ai nói một câu đi hai người thân hình nhoáng lên rồi cũng giống như hàn lập thoát ra ngoài đỉnh núi huyền phù tại không trung một tia khí tức hai người ban đầu lưu lại nhất thời bị phong tuyết đầy trời thổi cho tàn mát thượng nhân dùng kiện đồ kia sao nhìn đến lúc này việc hoàng lương thạch linh hiện thân chắc cũng ở thời điểm canh ba tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời hai mắt nhíu lại nói một câu cái này tự nhiên thánh đảo để cho ta dùng bảo vật này không phải dùng vào lúc này sao hắc phố thượng nhân cười hắc hắc hai tay liền trà sát bạo phát ra một đoàn ngân quang hóa thành một cái lưới dày đặc ngân võng. đi, lão giả xấu xí quát to một tiếng, đã đem hai cái lưới màu bạc thúc giục. màu bạc mờ sáng thổi qua rồi lóe lên hóa thành một mảng lớn ngân xương. trong nháy mắt công phu liền đem cả ngọn núi bao phủ vào trong. tiếp theo lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, đám xương liền trở lên cực kỳ ảm đạm. cuối cùng như đúc hồ hoàn toàn biến mất. ha ha, có ngân tiêu lôi võng này, thì thạch linh kia không thể nào từ không trung mà đi tối rượu là lôi tiếp phía trên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lưới này hoàng lương thạch linh ngay cả có cảm ứng kinh người cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của nó tăng nhân vỗ tay cười khẽ nói đúng là như thế linh bảo lôi võng này ở hỗn độn vạn linh bảng bài danh không thấp nếu không phải việc lần này trọng đại thánh đảo sẽ không dễ dàng để lão phu mang lưới rời đi bất quá dù tất cả không trung đã bị bọn ta phong kín nhưng thạch linh vẫn có cơ hội chạy về trong địa hỏa chờ sau khi linh vật độ kiếp suy yếu bọn ta lập tức phát động cấm chế pháp trận đem đường về chặt đứt có điều pháp trận này cũng không hẳn đã ngăn được thạch linh đến lúc đó phải nhờ đến hàn đạo hữu tương trợ một phần ngàn vạn lần không thể để cho thạch linh phá vỡ cấm chế chạy xuống lòng đất đúng rồi hàn huynh phải thật cẩn thận đối với ảo thuật của nó hắc phố thượng nhân ngưng trọng đối với hàn lập nói ra hai vị đạo hữu yên tâm chẳng qua là ngăn không cho nó chạy trốn nếu thế hàn mỗ tự hỏi còn có thể làm được hàn lập thần niệm không dưới đại thừa tự nhiên lơ đánh nói. Hàn đạo hữu đã nói như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì. Chuyện động thủ bắt linh vật liền giao cho lão phu cùng thiên thiền đại sư là được rồi. Thấy hàn lập dáng vẻ tự tin như thế, hắc phố thượng nhân trong lòng mặc dù hơi bất an, nhưng tự nhiên không thể nói tiếp gì nữa. Cho nên sau khi ba người thương lượng thêm mấy câu, liền tự mình làm phép đem thân hình ẩn nặc lên. Trong nháy mắt, cả tòa núi trừ phía trên đỉnh phong tuyết không ngừng gào thét, thì không còn chút động tính gì khác. Sau đó không lâu, phong tuyết cũng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán. Cả ngọn núi trở thành một mảnh trong suốt tuyết trắng phát ra từng trận kỳ hàn. Liên quan tới này, trên không trung mây đen chậm rãi chuyển động dần dần tụ lại kết thành một vòng xoáy đen thùi khổng lồ. Trong nước xoáy mơ hồ có vô số đạo ngân hình cung đang cùng nhau ngưng tụ, rồi từ từ kết hợp với một đạo kỳ thô bằng bạc lôi hồ, vốn ẩm ẩm liên miên không dứt bầu trời bỗng trở lên yên tĩnh vô cùng. Nhưng từ đó phát ra một cỗ áp lực kinh người tràn ra toàn bộ hư không. Cùng thời gian này, sương mù màu vàng trong cửa hố cũng từ từ chuyển động giống như trước tạo thành một mô hình nước xoáy nhỏ. Ở trung tâm nước xoáy tối đen thỉnh thoảng mắt thường có thể nhìn thấy bạch khí phún ra tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể quỷ dị dâng trào. chương 1941, Hoàng Lương Thạch Linh Thời gian cứ thế trôi qua, hơn khắc sau những áp lực vô hình này dần trầm trọng thành những cự lực trăm cân, phía trên đỉnh núi tầng băng tuyết dày vừa mới hình thành đã bắt đầu phát ra những tiếng rát băng. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lốc xoáy màu đen ngưng lại, từ trung tâm bắn ra một đạo hồ quang to như vải nước, nơi nó đi qua không gian lớp lớp tan chảy rồi chớp cái bổ nhào vào cơn lốc của hố to. Tiếp theo một đạo thô to ngân hình cung chợt lóe biến mất, phụ cận vũ khí liền kịch liệt quay cuồng, từ trong vực sâu lại truyền đến những tiếng hô trầm thấp có vẻ như cực kỳ đau đớn. Từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng giống to rồi từ trong cự hố bắn ra một đạo dao động kinh người. Cả tòa núi lập tức run lên, mặt kia tầng băng dày trong suốt, bị lực dao động tác động tạo thành vô số khe hở tắc tắc vỡ vụn nổ tan, nhưng vào lúc này trung tâm lốc xoáy tối đen trên cao lấp lóe điện quang ngưng tụ thành một đạo thô to ngân hình cung rồi không chút khách khí bổ xuống khi ngân hình cung vừa đánh xuống hố to thì vũ khí như hô ứng sôi sục phun trào ra một đạo hỏa diễm vừa vặn đón tới ngân hình cung trong chớp mắt hai cái đan vào nhau kim sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lại tản ra âm hàn kinh người đồng thời ánh lửa chấp động thỉnh thoảng huyễn hóa thành những cái mặt quỷ cực kỳ dữ tợn nhất thanh muộn hưởng ngân hình cùng cùng hỏa diễm đồng thời tán loạn biến mất Hoàng tuyền địa hỏa, không đúng, một cái địa hỏa hẳn là không có uy lực lớn như vậy. Hàn lập nhìn thấy cảnh này hai mắt nhíu lại thầm nói. Nhưng ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm của thiên thiền tăng nhân. Hoàng lương thạch linh này không hổ là linh vật đã ở trong hoàng tuyền địa hỏa tu luyện mấy vạn năm, đã đem một ít địa hỏa cùng yêu khí bản thân kết hợp thành thần thông lợi hại, hàn thí chủ lát nữa khi chống lại linh vật phải thêm vài phần cẩn thận với yêu hỏa. Đa tạ đại sư nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận hàn lập trong lòng dùng mình, truyền âm lại một câu cảm ơn. Trên không trung đánh xuống hồ quang một đạo tiếp một đạo, tần suất bắt đầu nhanh hơn lên, nhưng từ dưới đáy của hố to kim sắc yêu hỏa cũng đồng dạng không chậm mà bắn ra từng đạo hỏa cầu chặn lại làm vô hiệu hóa hồ quang. Bất quá như thế hiển nhiên đã chọc giận đến hắc sắc cơn lốc. Trên không trung màu đen lốc xoáy nhuyễn động, hồ quang cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng ngay sau đó trong lốc xoáy phát ra tiếng nổ đùng đùng tạo thành một quả bàng bạc lôi cầu, tại trong mây đen ba lạp loạn hưởng lè lè điện quang, khi nhìn lại đã thấy chi chít không biết bao nhiêu lôi cầu. Lôi cầu kinh người như thế hiển nhiên làm cho Thạch Linh ở dưới không thể an tâm ẩn thân trong sương mù nữa. Một tiếng thét quái dị vang lên, màu vàng sương mù quay cuồng một con vật lạ khoảng hơn thước bỗng nhiên từ dưới đáy hố bắn vọt ra, chớp cái đã vọt lên khỏi hố hơn trăm trượng cao, rồi lơ lửng ở đó. Hai mắt nó trợn lên nhìn lôi cầu trên bầu trời, trong miệng phát ra tiếng ô ô trầm thấp một bộ như lâm đại địch. Hàn Lập đứng ở ngoài đỉnh núi tự nhiên cẩn thận ngóng nhìn qua. Chỉ thấy vật này miệng lớn, tứ chi dài nhỏ, cổ ngắn cơ hồ cùng thân hình liền thành một thể, nhìn có bảy tám phần giống thiềm thư, bất quá giữa đầu lại sinh con người màu đỏ, cả người da thịt đều ánh vàng rực rỡ, tứ chi ngay trước đầu cũng không như thiềm thư, mà móng vuốt sắc bén. Thứ này chính là Hoàng Lương Thạch Linh, quả nhiên sinh ra có phần kỳ lạ, Hàn Lập âm thầm lấy làm kỳ đứng lên, mà ngay khi bản thể của Thạch Linh vừa xuất hiện, trong nháy mắt lôi cầu trên không trung lập tức bị kích thích nổ vang ầm ầm hướng phía dưới đánh xuống. Khoảnh khắc công phu, cả đỉnh núi đều bị chi chít lôi quang trùng xuống giống như một cơn mưa lôi điện. Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này, hai mắt chuyển động tiếng ô ô dừng lại, há mồm phun ra một đóa hoa nhỏ màu vàng. Hoa này mơ hồ màu vàng, mặt ngoài trải rộng năm màu ký hiệu sau khi trướng lên lên biến thành một trượng lớn đem thân hình Thạch Linh hộ kín vào trong đó. Cử hoa quỷ dị này chắc cũng không phải là vật thường. Cử hoa vừa tế ra, trong nháy mắt trên không trung lôi cầu nhận thức chuẩn mục tiêu nhất để hướng thạch linh đánh đến, có mấy khỏa thậm chí hơn 10 khỏa đồng thời đụng vào kim sắc cử hoa. Cử hoa từ từ chuyển động, mặt ngoài năm màu ký hiệu sáng ngời, lôi cầu vừa lóe xuống đó thì không tiếng động quỷ dị như châu đất xuống biển mất tâm. Càng làm cho người giật mình là, cử hoa cứ nuốt trọn một lớp lôi cầu thì lại lớn thêm một vòng, nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sau hơn 13 đạo, kim sắc cử hoa rõ ràng lớn hơn nhiều so với trước. Kể từ đó, Tốc độ cắn nuốt lôi cầu của cử hoa cũng vì thế mà tăng lên nhiều, bất quá trong khoảnh khắc công phu, lôi cầu đầy trời đã bị cự hoa hấp sạch không còn. Mà Hoàng Lương Thạch Linh tránh ở dưới cử hoa dường như cả lông tóc cũng chưa tổn hại, thậm chí nhìn thấy tình hình này còn vui sướng kêu lên lanh lành. Chỉ thấy Thạch Linh thóp bụng đột nhiên nhắm cử hoa trên không trung hấp một cái, cử hoa liền hóa thành một đoàn sáng mở bị hút vào trong bụng. Một tiếng sét đánh, bên ngoài thân thể Thạch Linh chợt lóe, hơn 10 đạo thô to ngân hình cung từ trong thể nội tuôn ra, loạn hưởng rồi hình thành một cái ngân võng. Linh vật ngay tại trong lôi quang cuồng trướng đứng lên, bất quá chỉ vài hơi thở liền biến lớn bằng con nghé, đồng thời hơi thở đại trướng, ba mắt dương lên phát ra những tiếng quái dị, tu vi tựa hồ tăng tiến không ít. Từ lốc xoáy đen nhánh trên không trung lại nổi lên tiếng sét đánh, vô số bàng bạc điện xà nhằng nhiệt chấp động, trong đó ẩn hiện hơn 10 con bàng bạc lôi dao như sẽ tiếp tục đánh xuống. Như thế này thì có chút phiền phức, không nghĩ tới đầu hoàng lương thạch linh còn có bực này chuyển hóa lôi điện lực thần thông, xem ra đợi nó vượt qua lôi kiếp, tu vi không những không giảm mà còn tiến tới. Nếu như vậy, không cần tiếp tục chờ đợi, hàn đạo Hữu Thiên thiền đại sư, động thủ đi, hắc phố thượng nhân đột nhiên truyền âm nói, trong giọng nói có ý buồn bực. Hàn lập tự nhiên không có ý gì phản đối, lúc này cũng đồng ý truyền âm tới. Bên kia thiên thiền tăng nhân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng cũng gật đầu. Lúc này, trong mây đen hơn 10 con lôi dao rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng đều nhất phát xuống. Động thủ! Lão giả thấy cảnh này, không trần trừ che giấu gì nữa, một tay bấm niệm thần chú. Phốc suy một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một cỗ khói đen tại chỗ tiêu thất. Ngay sau đó, cách đỉnh núi hơn ngàn trượng trên không trung dao động, hiện ra thân hình của lão giả. Trên mặt hắn lộ vẻ giữ tợn tay dương lên, một đoàn ngân quang kích bắn ra biến thành một cái ngân trung cao hơn 10 trượng rồi hung hăng chụp xuống linh vật giống cự thiềm. Đồng trong lúc nhất thời, phụ cận hư không đỉnh núi tự nhiên suy suy tiếng xé gió hiện ra vô số hắc ti hướng linh vật bắn tới. Mà hư không ở sau lưng hoàng lương thạch linh, một đóa hoa sen màu trắng cũng vô thanh vô tức xuất hiện, bạch quang trên mặt lè lè một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra. Đúng là vị kia thiên thiền đại sư, tăng nhân này mắt khép hờ cúi đầu, trên mặt không chút biểu tình nhưng từ trong tay áo phi ra một chuỗi Phật Châu trong suốt. Phật Châu nhoáng lên một cái hóa thanh hơn 10 khỏa ngũ sắc quang cầu bắn ra. Chưa chạm đến trên người thạch linh đã phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm đồng thời quang cầu điên cuồng trướng lên từng khỏa đều biến thành cái đầu lớn. Ngay cả đối mặt với công kích đột ngột này, Hoàng Lương Thạch Linh đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó liền nổi giận thét lên một tiếng chói tai. Chỉ thấy nó hé miệng phun ra cửa hoa lúc trước, vừa vặn nghênh đón ngân sắc cự chung ở trên. Tiếp theo thân hình cứ như thế quay tròn, kim quang chợt lóe, vô số kim mang từ trong cơ thể như mưa rền gió giữ bắn ra bốn phía. Chỉ thấy kim quang khi đan vào hắc ti liền phát ra tiếng nổ chói tai, vô số quang đoàn ở gần linh vật nổ tung tóe hai loại linh quang chiếu rực cả đỉnh núi hắc ti này thế nhưng không thể tới gần được thạch linh một bước ngũ sắc quang cầu bị kim mang bắn tới trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp cận bản thể thạch linh bên kia mắt thấy ngân trung cùng cự hoa va chạm đến cùng nhau cự trung run lên đột nhiên tự hành phát ra tiếng kêu đương 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 một tiếng so với một tiếng vút cao thấu tới tận hồn phách một màn quỷ dị liền xuất hiện Nguyên bản cự hoa đối mặt với ngân trung, bị ba tiếng trung ngân liền tất tắc, tắc vỡ vụn thành những điểm linh quang biến mất. Sau đó tiếng chuông giống như trước lại ngân lên, điên cuồng phình lớn lên mấy lần lớn bằng một tòa núi nhỏ ầm ầm rơi xuống đem thạch linh nghiêm kín chụp vào trong. Thấy cảnh này, lão giả cùng tăng nhân mặt đều ngẩn ra vừa sợ vừa mừng pháp quyết trong tay hơi dừng lại. Lúc này trong mây đen tia điện chấp động, hơn 10 lôi dao màu bạc đã dương nhanh múa vuốt phóng xuống, nhưng vừa tiếp cận đỉnh núi thì ngân quang chợt lóe hiện ra một cái cự võng màu bạc trùm cả ngọn núi vào trong. Giao long vồ chui vào trong ngân võng đều bạo liệt nổ tan thành vô số tia điện, bị cự võng trong chớp mắt hấp thu hết hầu như không còn. Cái này chính là khi trước khắc phố thượng nhân bày ra ngân tiêu lôi võng, mà ngay cả thiên lôi đều có thể ngăn lại, thật không hổ là linh bảo bài danh ở vạn linh bảng. Lão giả trong miệng lẩm bẩm, 10 ngón tay liên đạn bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết lóe lên nhập vào cự trung. Ngân trung nổ vang một tiếng, mặt ngoài linh quang chấp lên không ngừng sẽ bị hắc phố thượng nhân thu lại. Nhưng liền lúc này, từ trong ngân trung bỗng nhiên nổ một tiếng kinh thiên động địa. Một trận kỳ hàn giao động tỏa ra làm cả cự trung tắc tắc vỡ vụn nổ tan. Ngay sau đó kim sắc hỏa diếm cuồn cuộn tuôn ra rồi quay đầu xuống hố to phía dưới bắn đi. Hoàng lương thạch linh tựa hồ đã biết địch nhân trước mắt lợi hại, muốn hướng phía dưới mà chạy trốn về. chương 1942, vây công thạch linh hắc phố thượng nhân cùng tăng nhân tự nhiên sẽ không để linh vật này chạy thoát đơn giản như thế. Lúc này, lão giả không chút do so dự thúc dục bảo vật. Nhất thời, cự trung thoáng rung động liền thả ra một mảnh ngân sắc âm ba hùng hổ cuốn xuống. Tăng nhân thì một tay lại lật chuyển, linh quang chợt lóe lên, trong tay có thêm một cái trận bàn trắng tinh như ngọc, ngón tay nhanh chóng điểm động vài cái, cái hố lớn ở phụ cận chợt nổ vang một tiếng, vô số quang trận hiện lên, đồng thời từng đạo cấm chế ba động như thủy triều đủ loại tuôn ra, trong nháy mắt tất cả chúng đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn chặn kín đường lùi của linh vật lại. Không chỉ như thế, không gian phía trên tầng cấm chế còn truyền tới một trận phượng minh, ba đoàn xích hồng hỏa diễm đỏ rực chợt lóe lên, ba con hỏa cầm theo đó hiện ra, cũng không chút do so dự mà hướng lên cao há miệng phun ra ba cột hỏa trụ, trong nháy mắt liền hình thành một mảnh hỏa vân hướng thạch linh chụp tới. Ngoài ra, bên cạnh thạch linh quỷ dị chợt xuất hiện một con phi hạt toàn thân xanh lam nóng lánh, lam sắc cầu vĩ khẽ động, một đạo hàn quang xanh lam nhọn hoắt không một tiếng động bắn ra. Trong nháy mắt, Hoàng Lương Thạch Linh liền rơi vào trong tình thế nguy hiểm thập phần. Nhưng cũng như thế cũng đủ chọc giận linh vật, ngoài thân nó kim quang lưu chuyển một chân, bỗng nhiên chợt phát ra một tiếng quái minh. Theo đó, con mắt thứ ba trên trán nó chợt trợ trợn lớn lên, một đoàn bạch quang chói mắt khiến cho người ta khó có thể mở mắt được phóng thích ra. Hắc phố thượng nhân cùng tăng nhân đang ở một bên thi pháp công kích thạch linh, đối mặt với cảnh này cũng không khỏi theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, nhưng sau khi mở mắt ra thì sắc mặt cả hai đều đại biến. Vừa mở mắt ra hắc vũ thượng nhân liền phát hiện ra chính mình đã rơi vào một mảnh hỏa hải minh mông vô cùng, trên dưới trái phải đều là hỏa diễm cuồn cuộn, mà những hỏa diễm này nhìn như rào rạt thiêu đốt nhưng mà lại băng hàn tới thấu xương. Hoàng tuyền địa hỏa, không đúng, đây là ảo thuật, sắc mặt hắc vũ thượng nhân biến đổi, không khỏi có chút thất thanh nói ra, nhưng dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, ngay sau đó liền phản ứng lại nhưng sắc mặt lại không tốt hơn được chút nào. Trước khi xuất phát, tuy rằng sớm đã được biết Hoàng Linh Thạch Linh Thiên Phú ảo thuật kinh người, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng có thể vây khốn được, nhưng trăm triệu lần không ngờ ảo thuật lại bá đạo đến mức này, không chút dấu hiệu báo trước đã vây khốn hắn vào ảo cảnh. Hơn nữa, ảo cảnh huyễn hóa ra chính là loại hỏa diễm phiền toái nhất, khó chơi nhất, Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Thạch Linh này vốn dĩ thiên sinh trong địa hỏa, đã sống trong đó không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên thần thông ảo thuật sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, muốn bằng vào sơ hở của ảo trận mà thoát ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra muốn thoát khỏi ảo thuật thì cũng chỉ cậy mạnh mà cưỡng ép đánh tan mà thôi. Lão giả rất nhanh thả một cái hắc sắc tiểu thuẫn bảo vệ toàn thân, vừa âm trầm cân nhắc. Bên kia, tăng nhân cũng dường đôi mắt nhìn thân mình ở trong một khoảng hôi mông mông không gian, hắc vũ thượng nhân cùng các linh thú khác đều không rõ tung tích, duy độc trước mắt mấy trăm trượng xa xa lơ lửng một khối cự vật cao trên nghìn trượng. Cự vật đồng dạng kim quang rực rỡ, cực giống thiềm thư, nhưng từ đầu đến sau lưng lại rõ ràng có một loạt bảy con mắt óng ánh vàng đang dùng một loại ánh mắt không chút tình cảm nhìn trừng trừng tăng nhân theo đó nó phát tán ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ làm cho người ta cơ hồ cảm thấy hít thở khó thông kim thiền thất nhãn tăng nhân thì thào một câu sắc mặt đại biến nhưng sau khi tụng một tiếng phật hiệu thì trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị hay tay hư không chụp tới một cái linh quang chợt lóe một cái kim sắc thiền trượng cùng một cái ngân bát nhất thời hiện ra không riêng gì lão giả sau khi bạch quang vừa lóe lên, thân hình tăng nhân hai người thoáng cái liền lẳng lặng huyền phù bất động trên không trung, một chút động đẩy cũng không có, ngay cả ba đầu hỏa điều cũng thanh minh một tiếng liền đem hỏa diễm trong miệng ngừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng mà tại chỗ vỗ cánh không ngừng, đồng dạng cũng rơi vào trong ảo thuật. Duy độc có con phi hạt xanh lam không rõ là loại linh trùng nào kia, sau khi bạch quang từ trong con mắt của thạch linh đảo qua thì một chút ảnh hưởng cũng không có, độc câu sau lưng vẫn đang điên cuồng bắn ra lam quang không thôi nhưng bản thân nó đã mất đi sự phụ trợ của những người khác, tất cả công kích của nó dưới yêu hỏa từ miệng của Thạch Linh kia lại dễ dàng vô hiệu hóa tất cả. Thấy vậy, Thạch Linh hung hăng chừng mắt nhìn đầu phi hạt này rồi đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang, dụng đầu hung hăng nhắm thẳng cấm chế phía dưới đánh tới. Đầu linh vật này xem ra linh trí cũng không thấp, biết được hiện tại cũng không phải là lúc cùng những người có mặt tại đây dây dưa, vẫn là chạy về địa hỏa phía dưới mới là vương sách nhưng không chờ nó đụng vào tầng cấm chế bên dưới thì bỗng nhiên nó mở rộng miệng ra phun ra một loạt hoàng sắc quang cầu cỡ đầu người. Những quang cầu này chợt lóe lên liền hung hăng tập trung đánh lên một điểm trên tầng cấm chế. Một loạt thanh âm bạo liệt truyền ra, từng đoàn hoàng mang bạo liệt chói mắt tỏa ra, cấm chế kia chớp động lên một trận, bộ dáng như sắp hỏng tới nơi. Thạch Linh thấy vậy mừng rỡ, lại há miệng phun ra một chuỗi hơn 10 quả quang cầu, tự muốn đem cấm chế này đánh tan hoàn toàn. Nhưng, đúng vào lúc này, phía trên tầng cấm chế đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, một đoàn thanh quang minh mông không một tiếng động hiện ra, chớp lên một cái liền nháy mắt biến ảo thành một gã thanh niên mặc thanh bào. Thanh niên này vừa hiện thân liền ngẩng đầu hướng Hoàng Linh Thạch linh cười hắc hắc, lộ ra một miệng răng trắng bóng, theo đó tay áo chợt run lên, một thanh ngân xích theo đó mà kích bắn ra, chỉ thoáng mơ hồ một cái liền huyễn hóa ra vô số xích ảnh, rồi nhất tề hướng đám quang cầu phía trên bắn tới, đem tất cả quang cầu nhất nhất đánh vỡ ra. Người này tự nhiên chính là Hàn Lập vẫn ẩn thân nãy giờ không ra. Vừa rồi Hoàng Lương Thạch Linh phóng thích ảo thuật, đem ảo thuật chủ yếu đặt trên hai người hắc vũ thượng nhân cùng tăng nhân, cho nên Hàn Lập mặc dù ở xa cũng dính một chút nhưng dựa vào thần niệm cường đại vượt xa đồng cấp của hắn mà nói thì chả đáng nhắc tới. Dễ dàng từ trong ảo thuật thoát ra, cũng thoáng thuấn di một cái liền xuất hiện phía trên tầng cấm chế. Đầu Thạch Linh kia mắt thấy tầng cấm chế sắp hỏng tới nơi lại xuất hiện thêm một địch nhân mới ngăn trở nó, trong lòng tự nhiên phẫn nộ thế nào cũng có thể biết phốc suy một tiếng, ngoài thân linh vật đột nhiên hoàng sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra, thoáng cái liền bốc cao lên, hùng hổ hướng hàn lập cuốn tới. Hỏa diễm này đúng là loại hỏa diễm mà nó đã tu luyện dưới lòng đất mấy vạn năm mới cô động được ra, âm hàn yêu hỏa. Tới hay lắm, hàn lập thấy hỏa diễm này cuồn cuộn cuốn tới nhưng trên mặt lại không lộ ra chút sợ hãi nào, một tay bỗng nhiên lật chuyển, một cái hát sắc tiểu sơn thoáng hiện ra. Lấy tay vỗ tiểu sơn này một cái, tức thì tiểu sơn thoáng cuồng trướng thành hơn 10 trường. Dưới sự thúc giục của Hàn Lập, một loạt ngân sắc phù văn ở trên ngọn sơn phong hiện ra, theo đó một tảng lớn hôi sắc quang hà quyển ra, quay tròn một trận liền hình thành một cái lốc xoáy hôi sắc co giãn bất định trên không trung. Hoàng sắc yêu hỏa cuồn cuộn cuốn tới, mới vừa tiếp xúc với hôi sắc lốc xoáy nhưng lại phát ra từng tiếng nổ lớn như sấm giật, rồi tất cả hỏa diễm đều chợt lóe lên mà chìm vào trong lốc xoáy. Hôi sắc lốc xoáy trừ bỏ hơi chướng lên một chút thì một chút ảnh hưởng cũng không thấy, Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này hai mắt chấp động một trận hào quang khác thường, trong miệng phát ra một tiếng tiêm minh. Oanh một tiếng, trong hôi sắc lốc xoáy đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong lốc xoáy chợt chấp động một trận kịch liệt, thoáng cái liền tắc tắc vỡ vụn ra. Theo đó, hoàng sắc hỏa diễm từ trong đó liền bốc ra, thoáng cái liền biến ảo thành một con hoàng sắc hỏa thiềm, hai chân đạp mạnh một cái liền lao thẳng xuống hàn lập phía dưới hỏa thiềm chưa thực sự tới gần mà từng cổ cực hàn chi lực đã cuồn cuộn phả tới khiến cho người ta cảm giác được một loại cảm giác băng hàn quỷ dị, dường như có thể đóng băng được cả linh hồn vậy. hàn lập thấy vậy chân mày khẽ cao lại, yêu hỏa này quả nhiên có chút khó giải quyết, nhưng hắn tự nhiên sẽ không thực sự sợ hãi loại yêu hỏa này. lúc này hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, một bàn tay to đột nhiên hướng hỏa thiềm trên không trung chảo tới, một tiếng trầm đục trong hư không, ngũ sắc quang hà quay cuồn một trận một cái bàn tay trắng toát bốc lên từng trận ngũ sắc hàn diễm quỷ dị hiện lên, cũng hướng hỏa thiềm ở phía dưới hung hăng túm chặt lại. Động tác cực nhanh, giống như hỏa quang chấp giật, đầu hỏa thiềm kia không biết có phải là biết không thể tránh thoát hay là căn bản không có ý tứ tránh né mà thoáng cái liền bị năm ngón cự thủ túm chặt lại, sau đó ngũ sắc hàn diễm liền trướng lên, năm ngón tay đồng thời dùng sức bóp chặt lại một cái. Thử lập một tiếng, hỏa thiềm trong ngũ sắc hàn diễm trong nháy mắt liền bạo liệt ra, một lần nữa biến thành hỏa diễm cuồn cuộn, hướng cự thủ bao trùm trở lại, nhưng ngũ sắc hàn diếm cũng là một loại cực hàn chi hỏa sao lại có thể dễ dàng để cho yêu diếm thực hiện được ý đồ? lúc này ngũ sắc quang hà trở tăng vọt lên, không chút khách khí chống lại hoàng sắc yêu hỏa. tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nửa khắc công phu, mà hàn lập lại sớm đã lấy tay điểm lên ngọn hắc sắc sơn phong trước người một cái. nhất thời, ngọn sơn phong chấp động một cái, thoáng cái liền ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. ngay sau đó. Phía trên đầu Hoàng Lương Thạch Linh chợt xuất hiện một đạo không gian ba động, một ngọn hắc sắc sơn phong quỷ dị hiện lên, không chút khách khí áp xuống, đồng thời một trận hôi mông quang hà cuộn tới. Thạch Linh kia chỉ cảm thấy thân mình khẽ trầm xuống, một cỗ vô hình cự lực tụ trước khi ngọn sơn phong áp tới đã tác động lên thân hình nó, làm cho thân hình nó không tự chủ được mà trở nên chậm chạp đi. Hoàng Lương Thạch Linh tự nhiên bỗng chốc trở nên sợ hãi cực kỳ, sau khi giấy ruộ vài cái thấy không có tác dụng lúc này nó không chút lưỡng lựa hướng không trung phun ra một viên hoàng châu hoàng quang minh mông viên châu này bất quá chỉ lớn bằng ngón cái toàn thân một màu nhũ hoàng nhìn như không chút thu hút nhưng nó chính là vật mà từ ngày thạch linh mới sinh ra cho đến khi bắt đầu dựng dục cho tới nay bản mạng yêu đan yêu đan này vừa ra liền bay bay tròn trên đỉnh đầu thạch linh một vòng bộ dáng trông có vẻ nghịch ngợm nhưng nó lại đem vô hình cự lực đang áp lên trên thân thể thạch linh bài xích toàn bộ đồng thời sau một tiếng thổi phù vô số hoàng sắc hỏa xà từ trong yêu đan tuôn ra, đón gió nhoáng lên biến thành mấy trượng dài, sau đó dương nhanh múa vuốt hướng về lên cao nhất tề nhào tới. Kết quả, hoàng sắc hỏa xà cùng hôi hà đan vào nhau một trận, đem ngọn tiêu sơn ngạnh kháng chắn lại ở phía trên cao mà không thể hạ xuống được chút mảy may nào. Nhưng vào lúc này, hàn lập vốn vẫn ở phía dưới, hàn quang trong mắt chợt lóe, một tay bấm quyết, sau lưng chợt phích lịch một tiếng, một đôi cánh trong suốt liền hiện ra, sau đó dụng lực một cái liền tan vào trong không không thấy bóng dáng. Lúc này, trên không trung, thân hình Thạch Linh vừa mới tránh khỏi đạo một đạo lam quang do phi hạt xanh lam kia công kích, hai mắt liền chuyển sang vẻ dữ dằn hung ác, tựa hồ nghĩ muốn phát động một ít công kích đối phó với với phi hạt, nhưng hư không sau lưng nó chợt lóe lên, thân hình Hàn Lập mang theo lôi điện trượt phóng ra. Hoàng Lương Thạch Linh cả kinh, không chút lưỡng lự đem khỏa đệ tam yêu nhãn tái phóng thích bạch quang. Hàn Lập đối với chiêu này của nó dường như sớm đã có chuẩn bị, trong tích tắc liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời hai mắt liền nhắm lại, giữa chán hắc quang chợt lóe đem phá diệt pháp mục mở ra. Hắc quang chợt lóe, một đạo hắc tuyến từ trong pháp mục kích ra, chợt lóe lên liền vừa lúc đánh chúng vào đệ tam nhãn của Thạch Linh, làm cho bạch quang của nó chưa kịp phóng ra liền tản đi. Mà Thạch Linh kia dưới tiếng hừ lạnh của Hàn Lập trong đầu chợt nổ lớn một tiếng, một luồng đau đớn thấu tận hồn phách chợt nhói lên khiến thân hình nó mà run lên một trận, bộ dáng nó theo đó mà lung lay giống như sắp ngã xuống vậy chương 1943, chia tay, nhân cơ hội này, Hàn Lập không chút do dự trà khẽ sát hai tay rồi đột nhiên dương lên. Lôi âm nổi lên, kim sắc điện quang nhất thời chấp động, vô số đạo hồ quang bắn ra, sau một cái chấp động liền hóa thành một tầng lôi võng hướng thạch linh cuốn tới, cũng đồng thời co chặt lại. Chưa cần chờ linh vật kia từ trong tiếng hử lạnh của Hàn Lập tỉnh lại thì trên người nó đã bị một tầng hồ quang điện bao kín lại. Nhưng thạch linh nào dễ dàng để bị bắt như thế? Lúc này một tiếng tiêm minh từ trong miệng nó phát ra, hoàng sắc yêu hỏa lần nữa lại cuồn cuộn tuôn ra. Ích tà thần lôi biến thành hồ quang điện cùng yêu hỏa này vừa tiếp xúc với nhau, sau một trận thanh âm trầm thấp phát ra liền hiện ra xu thế tan giã. Thạch Linh cứ như vậy mà lại muốn dẫy thoát ra, nhưng Hàn Lập vất vả đem nó vây khốn lại nào để nó có cơ hội chờ mình thoát ra được chứ. Lúc này khóe miệng hắn chợt nổi lên một tia cười lạnh, một tay bấm quyết niệm chú, trong nháy mắt hắn đã độn tới sát một bên Thạch Linh. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm có chút dồn dập của hắc vũ thượng nhân hàn đạo hữu chậm đã lão phu có được linh trùng có thể chế phục được linh vật này hàn lập ngẩn ra động tác trong tay theo đó mà dừng lại một chút chỉ thấy một con mắt của lão giả nguyên bản không nhúc nhích trên không trung nãy giờ đột nhiên chấp động vài cái tiếp đó trong miệng thét dài một tiếng chỉ tích tắc sau đầu phi hạt xanh lam kia ngoài thân mơ hồ một chút rồi lóe phân ra mười mấy hư ảnh huyễn hóa thành mười mấy đầu phi hạt độc nhất vô nhị đám phi hạt vừa thành hình liền giang rộng đôi cánh ra ảo ảo hóa thành một đoàn lam quang mà tiêu thất tại chỗ. Ngay sau đó, không gian bên dưới chợt hiện ra một đạo dao động, đám phi hạt này theo đó mà xuất hiện ở phía trên không thạch linh, vĩ câu cũng sáng ngời lên, từng đạo lam quang lúc trước công kích thạch linh cũng từ đó mà phun ra. Lúc này đây, đầu thạch linh kia thân ở trong ích tà lôi võng căn bản không thể cửa quậy được chút nào tự nhiên bị đám lam mang này tiến nhập vào thân hình không thấy bóng dáng một tầng lam sắc vân vụ trong nháy mắt hiện lên trên gương mặt của linh vật, ngoài thân hoàng sắc hỏa diễm nguyên bản đang rào rạt thiêu đốt liền như gặp phải khắc tinh mà trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, thậm chí cuối cùng theo một tiếng muộn hưởng mà tán loạn tiêu thất. Hoàng lương thạch linh gặp cảnh này liền trở nên giận dữ vô cùng, nhẹ răng há miệng hung hăng hấp một bụng khí, thân hình thoáng cái liền như một quả bóng hơi nhanh chóng bành trướng lên, đồng thời một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ theo đó mà tản ra. Hàn lập cảm ứng được cỗ khí tức quỷ dị này, dường như nhớ tới điều gì đó mà sắc mặt đại biến thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở một phương cách đó trăm trượng xa xa mà trong khoảnh khắc đó thân hình của đầu hoàng lương thạch linh kia đã hoàn toàn căng tròn ra khiến tầng kim lôi võng chấp động không thôi bộ dáng như có thể bạo ra bất cứ lúc nào nhịp trướng còn muốn tự bảo lão phu sớm đã dự phòng một chiêu này của ngươi rồi mới tự ảo thuật thoát ra hắc phố thượng nhân khẽ hừ lạnh một tiếng rồi sau đó lại hô lớn một tiếng nữa sau đó liền hư không trảo ra một cái Lôi điện màu bàng bạc đầy trời chấp động một trận, từng sợi ngân tơ đan thành một tầng ngân võng nhất thời từ trên đỉnh núi hiện ra, chỉ chập lóe lên liền hướng thân hình Hoàng Lương Thạch Linh chụp xuống. Tiếng gầm rú vang lên, từng sợi ngân ti của ngân võng thoáng cái liền tập trung lại rồi bám vào thân hình khổng lồ của Thạch Linh, sau đó lão giả liền cuống quyết thúc dục pháp quyết. Nhất thời, từng đạo hồ quang điện chói mắt cùng vô số ngân sắc phù văn từ trên ngân võng tuôn ra, toàn thân Thạch Linh theo đó mà hóa thành một đoàn quang cầu màu bạc chói mắt cực kỳ một màn không thể tin nổi xuất hiện, dưới sự bó chặt lại của tầng ngân võng, thân hình thạch linh nguyên bản đang bành trướng cấp tốc liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá, tất cả chỉ diễn ra trong mấy lần hô hấp thời gian, thân hình thạch linh liền khôi phục lại như lúc ban đầu, sau đó mặc cho linh vật thúc dục thần thông gì nhưng pháp lực trong cơ thể một chút động tính cũng không có. Thạch linh ngay cả trong lòng giận dữ cực kỳ nhưng căn bản là chẳng thấm vào đâu. Hắc hắc, nếu đã rơi vào ngân tiêu lôi võng của lão phu rồi thì cũng đừng mong lại bốc lên cái gì nữa. Cứ ngoan ngoãn cùng lão phu đi Thánh đảo một chuyến đi. Yên tâm, ta cũng không phải muốn cái tiểu mệnh của ngươi mà chỉ là muốn mượn dùng bản thể của ngươi dùng một chút mà thôi." Hắc Phố thượng nhân vừa thấy thực sự đã bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, trong lòng vui sướng cực kỳ, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười rồi cũng từ trên cao trầm chậm, chậm hạ xuống. "Ha ha, chúc mừng Vũ huynh, xem ra lúc này đây nhiệm vụ Thánh đảo giao cho ngươi đã thuận lợi hoàn thành." Thực hổ thẹn, Bần tăng vẫn chưa được gì quá lớn cả nếu không có hàn huynh ở bên tương trợ thì linh vật này thật đúng đã chạy mất tăng nhân ở một bên bỗng nhiên có chút áy náy mở miệng xin lỗi nói hiển nhiên ngay lúc thạch linh bị bắt lại ảo thuật đang vây khốn hắn cũng tự nhiên tự hủy mà thoát thân ra đại sư khiêm tốn rồi nếu không có đại sư cùng lão phu đồng loạt ra tay mà nói thì cũng không khiến cho linh vật này sử dụng tới thần thông ảo thuật như vậy mà hàn đạo hữu cũng không có khả năng dễ dàng ngăn nó lại như vậy nhưng đại sư nói đúng một điểm may mắn là lúc này đây đã thỉnh hàn đạo hữu ra tay tương trợ. Hắc phố thượng nhân ha ha cười, nói, nhị vị đạo hữu quá khách khí rồi, hàn mỗ chỉ xuất ra một phần lực mà thôi. Hàn lập cười cười đáp, vẫn chưa nói thêm cái gì nhưng một tay lại hướng ngân võng đang bao quanh thạch linh hư không chảo một cái. Lôi âm lần nữa vang lên, vô số kim sắc điện quang từ trong đám ngân ti kích bắn ra, một lần nữa hóa thành từng đạo kim sắc hồ quang nhập vào thân hình hắn. Dĩ nhiên là ích tà thần thôi, sách sách, thần lôi này đúng là thứ ích ma cực kỳ hữu hiệu, dùng để đối phó đê giai ma tộc thì đúng là đại sát khí. Hắc phố thượng nhân thấy vậy, trong miệng tấm tắc khen một câu, tiếp đó liền đưa một ngón tay ra hướng thạch linh đang bị vây khốn ra điểm ra một cái. Nhất thời, một trời lôi âm phích lịch truyền ra, ngân võng dưới sự thúc giục của lão giả lôi quang liền nhẹ nhẹ nổi lên, cũng nhanh chóng co lại. Lúc này đây, dưới tác động của ngân võng, thân hình thạch linh có chút huyền diệu dần dần co nhỏ lại tầm nắm tay, sau đó lại được lão giả vung tay áo lên hút vào trong. Kỳ thật, không riêng gì ích tà thần lôi, thế gian này còn nhiều loại công pháp có thể khắc chế được ma vật, nhưng số công pháp đó hoặc là rất khó tu luyện, căn bản không thể lưu truyền rộng rãi, hoặc là sớm đã thất truyền từ lâu, chỉ để lại một chút tin tức ở trong một số cổ điển tịch mà thôi. Nhân tộc chúng ta chân chính mà có được những thần thông này thì cũng không nhiều lắm, nếu không đã không để ma tộc ép tới mức độ này. Tăng nhân từ từ trên không trung hạ xuống, thâm ý sâu sắc hướng Hàn Lập liếc mắt một cái, có chút cảm khái nói. Việc này cũng không thể cưỡng cầu được, đại sư cần gì phải quá để ý như vậy chứ, hẳn là Hàn đạo hữu phúc duyên không nhỏ mới có được ích tà thần lôi. Nghe nói chân chính dùng tế lôi thuật thúc dục thần lôi này uy lực to lớn đủ để uy hiếp ma tôn cấp hợp thể kỳ, nhưng đáng tiếc thánh đảo chúng ta chỉ có nửa dưới bộ pháp quyết này. Hàn huynh, nếu có cơ hội thì có thể đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen, không chừng những ngoại tộc khác còn có được toàn phần tế lôi thuật cũng nên hắc phố thượng nhân thành thành thật thật hướng Hàn Lập đề nghị, nói. Tế lôi thuật, nửa bộ pháp quyết, Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng vừa động, hỏi lại một câu. Năm đó, tứ đại yêu vương tại tầng 4 địa uyên thật ra cũng đã từng chiếm được một loại tế lôi thuật, tuy rằng bộ tế lôi thuật này uy lực không nhỏ nhưng lúc thúc giục lại hao phí quá nhiều thời gian, trong lúc tranh đấu mà sử dụng tới thì rất là không thích hợp, cho nên trước hắn cũng chỉ dụng tới có vài lần mà thôi. Không sai, Bộ tế lôi thuật này nửa trên là chỉ ra cách khống chế uy lực của thần lôi, tế xuất thần lôi, nửa dưới mới chân chính là phương pháp thao tác sử dụng, thiếu một thứ cũng không được." Hắc Phố Thượng Nhân giải thích, nói: "Thì ra là thế, xem ra có cơ hội tại hạ sẽ đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen." Hàn Lập Tỉnh Bơ gật gật đầu nói, nhưng trong lòng lại mắng to không thôi. Đó là vì tế lôi thuật này rất khó sử dụng trong lúc đối địch, nguyên lai like lúc trước kia tứ đại yêu vương truyền cho hắn cũng chỉ là nửa bộ không cần hỏi là khẳng định lúc trước tứ đại yêu vương cố ý làm như vậy. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, đổi lại là hắn thì hắn cũng làm như thế. Sau đó, ba người Hàn Lập ở lại đỉnh núi Hàn Huyên một chập, sau đó Tăng Nhân liền nói. Nhị vị thí chủ, tình hình của Thánh Hoàng Thành cũng không phải là rất tốt, thời gian lão nạp ly khai cũng không ngắn, muốn lập tức trở lại viện thủ Thánh Hoàng Thủ Thành, ngay lúc này hướng nhị vị cáo từ. Ha ha, nếu đại sư đã nói như thế thì lão phu cũng muốn mang Thạch Linh chạy về Thánh Đảo một chuyến, thánh đảo thực gấp cần tới linh vật này. Hàn đạo hiểu, thiên thiền đại sư, hy vọng lúc ma kiếp chấm dứt chúng ta còn có thể hữu duyên tài kiến. Đúng rồi, hàn đạo hiểu còn phải lưu lại ở đây mấy ngày mà. Khuôn mặt lão giả có chút xấu xí mỉm cười, ôm quyền nói. Tại hạ còn muốn sử dụng địa hỏa nơi này dùng một chút, đích xác là muốn ở lại đây hai ngày. Nhị vị đạo hiểu bảo trọng, thượng lộ bình an, thứ cho hàn mỗ không tiến xa được. Hàn lập thản nhiên cười, thong dong đáp lễ. Cứ như vậy, một lát sau một đoàn ô quang cùng một đạo bạch quang từ đỉnh núi bay thẳng lên cao rồi phân biệt hai hướng bất đồng mà hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chấp động lưỡng đạo độn quang biến mất tại cuối chân trời, rốt cuộc nhìn không thấy chút bóng dáng nào. Hàn lập đứng ở trên đỉnh một tòa cự thạch dõi mắt nhìn một đạo độn quang xa xa, vẻ mặt tươi cười trên mặt dần dần thu liễm lại, cuối cũng lại tự thì thào nói một câu. Tế lôi thuật nửa dưới, xem ra phải tới thánh đảo một chuyến rồi bất quá hiện tại lại cùng ma đầu kia hảo hảo thương lượng một phen trước đem nửa phần hỗn độn nhị khí tới tay đã đang nói võng lạc thân hình hàn lập vừa động thoáng cái mơ hồ đi đã xuất hiện ở hố to bên cạnh trịnh trọng hướng hố lớn nhìn tới trận đại chiến vừa rồi thật ra cũng không có lan tới đây cho nên bộ dáng của nó vẫn được duy trì như trước bên dưới hố sâu là vẫn một mảnh xương mù màu vàng tràn ngập mắt thường khó có thể nhìn rõ bộ dáng bên dưới được hai mắt hàn lập khẽ híp lại ngóng nhìn bên dưới một lát sau đó lại ngẩng đầu hướng bốn phía xung quanh lướt qua, chân mày khẽ cao lại. Đơn trưởng hắn bỗng nhiên khẽ lật chuyển, một sắp trận kỳ thật dày hiện lên trong lòng bàn tay, cổ tay khẽ run lên, đám trận kỳ liền hóa thành hơn 10 đạo hào quang hướng bốn phương kích bắn mà đi. Linh quang chấp động mấy cái, số pháp khí bảy trận này liền tiến nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một tầng sương mù trắng xóa liền hiện ra phủ kín ngọn núi, không lâu sau liền đem thân hình hàn lập và cái hố to bao phủ hoàn toàn vào trong đó. Hàn Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay áo bảo lại khẽ run lên, lại có 13 đoàn tử quang bắn ra, vù vù mấy tiếng rồi cũng đồng dạng tiến nhập vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Tiếp đó, lục quang trên người hắn chợt lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh từ trong cơ thể bắn ra, sau khi chớp lên một cái liền tiến nhập vào mặt đất. Làm xong hết thảy thì hắn mới thở ra một hơi dài, thần sắc trịnh trọng ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, một tay bấm quyết niệm chú, một tay đột nhiên hướng thiên linh cái vỗ nhẹ một cái. Nhất thời, một đoàn kim quang chấp động hiện ra, một cái nguyên anh tầm nửa thước nhoáng cái từ trên đỉnh đầu hiện lên mà ra. chương 1944, phong tà và khiên cơ đại pháp. Khuôn mặt nguyên anh này cực kỳ giống hàn lập, vừa xuất hiện, hướng về phía dưới thân thể vẫy cánh tay nhỏ bé một cái. Một tiếng sét vang lên, từ trên người hàn lập một viên cầu có vô số tơ vàng bao quanh bay ra, xoay tòn một cái rồi lơ lửng giữa không chung. Nguyên anh vươn ra một cánh tay trắng nõn, điểm nhẹ về phía quả cầu này một cái. Lập tức, mặt ngoài viên cầu chợt lóe lên điện quang, nổ vang đùng đoàng, các tơ vàng vỡ vụn ra từng tấc, để lộ ra hộp gỗ mà trắng sữa bị phong ấn bên trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh xuất hiện vẻ mím cười nơi khóe miệng, rồi lẩm bẩm trong miệng. Xung quanh liền nổi lên dao động, hơn 10 viên ngọc năm màu hiện lên không một tiếng động, lóe ra linh quang, rồi hóa thành từng con mắt quỷ dị, vòng sáng năm màu bỗng chốc rực rỡ hơn. Sau thời gian một chén trà, trên không trung một thảo nguyên xanh minh mông bắt ngát, hóa thân do một luồng thần niệm ngưng tụ lại của Hàn Lập xuất hiện ở tầng trời thấp. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi trước, sau khi chưa nhìn thấy sự hiện diện của Sa Kỵ Cung, vẻ mặt hơi đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên cao. Tại vạn trượng trên trời cao, một mặt trời trói rực đang tỏa ra ánh sang trắng, có vẻ nóng nực vô cùng. Hai mắt Hàn Lập nhìn không chấp, vẻ mặt không có biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm quầng sang chói. Qua thời gian một bữa cơm một chút, cuối cùng từ trên cao truyền đến giọng cười ha ha của một nam tử xa lạ sách, sách, quả nhiên không phải dạng người bình thường, chỉ một thần niệm hóa thân cũng có thể phát hiện sự hiện diện của bổn tỏa. Thảo nào xa lão quái đem hy vọng gửi gắm lên người ngươi, nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Lời vừa dứt, bóng đen chợt lóe lên trong quầng sang chói kia, đột nhiên một đoàn ánh sáng đen bay vọt ra từ đó, sau một cái chấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi cách hàn lập không đến vài chục trường. Chính là một gã nam tử dâu quai nón, mặc chiến giáp màu đen. Vẻ mặt hắn tươi cười, mới hiện thân liền dùng thần niệm quan sát hàn lập không ngừng bộ dạng có vẻ hứng thú các hạ là ai xa tiền bôi ở đâu rồi hàn lập nhìn rõ cảnh này trong lòng khẽ dùng mình một cái nhưng trên mặt bình tĩnh kỳ lạ hỏi một câu bây giờ sa lão quái đang có chuyện quan trọng quẩn chân muốn trở lên đây cũng phải hao phí chút thời gian hay là hàn đạo hữu nói chuyện với bổn tỏa trước thế nào nam tử nháy nháy mắt vân vê dâu mép nói trò chuyện cùng các hạ hình như ta cũng không quen đạo hữu cũng chưa bao giờ nghe sa tiền bối nói trong trong chấn ma tỏa còn có người khác. Hai mắt hàn lập khẽ nhíu, nhìn nam tử một lúc lâu mới trả lời chậm rãi. Tất nhiên sa lão quái sẽ không nhắc tới bổn tỏa, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện hợp tác giữa hắn và ngươi, ta cũng có thể đáp ứng, hơn nữa ta chỉ yêu cầu thấp hơn mà thôi. Nam tử nói ra, bộ dáng có vẻ tự tin dị thường. Ồ, vậy trước nghe đa hữu nói cho ta một chút đi. Sắc mặt hàn lập khẽ động, từ chối cho ý kiến, trả lời một câu rất đơn giản, chắc là xa lão quái đã dùng phương pháp rút ra và luyện hóa hỗn độn nhị khí để trao đổi với đạo hữu. Thật khéo là bồn tỏa cũng biết thuật này, ta cũng không cần một nửa hỗn độn nhị khí do đạo hữu lấy ra, chỉ cần cấp cho ta một phần ba, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Nam tử nói ra không chút chần chờ, nghe qua có vẻ hay, nhưng hàn mỗ đã phát thể tâm ma chú với xa tiền bối, e rằng không dễ dàng hủy bỏ. Vẻ mặt hàn lập biến hóa vài cái, cuối cùng lại lắc đầu. Hắc hắc, không phải hàn đạo hữu còn chưa lấy được phương pháp sử dụng hỗn độn nhị khí từ xa lão quái sao? Sao có thể tính là vi phạm lời thề? Dường như nam tử sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu ngáp một cái nói. Mặc dù lời này có lý nhưng ta cùng đạo hữu chưa bao giờ tiếp xúc. Nếu nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy câu nói đã có thể khiến tại hạ hủy bỏ, đùa sao? Không biết hàn lập nghĩ gì trong lòng nhưng lại nhàn nhạt nói ra. Nếu bổn tỏa đã xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ làm cho đạo hữu tin tưởng ta chuyện khác không nói nhưng ta lập tức nói cho biết phương pháp lấy ra hỗn độn nhị khí từ chấn ma tỏa. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt lớn khác. Sau khi xoay chuyển con mắt, nam tử lộ ra một chút xảo trá, nói. Chuyện tốt khác, trong lòng hàn lập khẽ động, trên mặt không khỏi hiện ra chút do dự. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng trận nổ ầm ầm truyền ra từ bốn phía không chung. Ngay sau đó, thảo nguyên xanh biết phía dưới liền mở ảo đi, toàn bộ cảnh sắc đột nhiên biến đổi, thoáng cái biến thành một nơi toàn màu vàng gió cát. Đồng thời, mây đen rậm dập trên không trung, vô số chớp bạc quay cuồng hiện ra. Không thể nào, lão gia hỏa kia sẽ không thoát khốn nhanh như vậy chứ. Thần sắc nam tử biến đổi, hô lên thất thanh, nhìn thấy tình hình này, hàn lập cũng ngẩn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trong mây đen truyền ra một giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ vang lên ong ong. Phong tà, người dám lén ra tay với lão phu, thật sự cho rằng lão phu sẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao chính là giọng của Sa Kỳ Cung, làm cả bầu trời bị chấn động ông ông rung lên. Sau đó, mây đen trên không cuốn lại, ngưng tụ thành một bàn tay đen kịt lớn tăm trượng, hung tợn chảo đến phía nam tử. Chảo chưa thực sự hạ xuống nhưng một luồng khí thế to lớn đã bao trùm khắp không trung lại như cái lồng. Hàn Lập chỉ thấy không gian xung quanh bước bối cực kỳ, thần niệm hóa thân không thể nhúc nhích tí nào. Sau một tiếng oanh, dưới sức ép như vậy, mặt đất trong vòng một mẫu bị lõm sâu vào mấy trượng, tạo thành một cái hố to đáng sợ, Nam tử đang ở giữa hố cát, sắc mặt liền thay đổi, hai vai run lên, một mảng ánh sáng đen bay ra từ trên chiến giáp. Chỉ trong nháy mắt khi cự lực kia vừa tiếp xúc với nó đã bị một luồng năng lượng bí ẩn cuốn lấy, tách ra, làm triệt tiêu mất một nửa huy năng. Người phong tà chỉ lung lay một cái rồi lại trở lại ổn định như không có việc gì. Khiên Cơ đại pháp, ngươi đã tu luyện thành thần thông này, thảo nào dám làm ra chuyện như vậy, tốt, rất tốt, vậy để cho lão phu hảo hảo thử sự thâm ảo thần thông này đi. Sa kỳ cung chợt ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại càng thêm nổi giận, gầm nhẹ nói. Lời vừa dứt, mây đen trên trời cao lại quay cuồng lần nữa, ngưng tụ thành pháp tướng một ma vật ba đầu sáu tay mờ mờ, dường như muốn hung hăng nhảy bổ từ trên cao xuống. Dừng tay, chẳng nhẽ ngươi không muốn hỗn độn nhị khí kia, sắc mặt nam tử sầm xuống, tay xua lên, hướng lên không trung hét lớn một tiếng. Lão phu xử lý ngươi xong rồi, dĩ nhiên hỗn độn khí sẽ là thứ trong lòng bàn tay rồi hai mắt ma tướng chợt lóe hung quang nói, sáu cánh tay khẽ vung lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra các luồng khí đen quay cuồng, chỉ trong nháy mắt biến thành sáu quả cầu xương mù rất lớn, có vẻ định sẽ ném đi ngay. Hừ, thực sự ngươi nghĩ rằng có thể dựa theo phương pháp của ngươi để lấy ra hỗn độn nhị khí từ trong chấn ma tỏa sao? Vẻ mặt nam tử lộ ra biểu tình kỳ quái, nhàn nhạt nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ nhiều năm trước bọn ta đã cùng liên thủ nghiên cứu tìm ra phương pháp lấy hỗn độn nhị khí ra từ chấn ma tỏa rồi. Chẳng lẽ ngươi định dung lời giật gân để kéo dài thời gian? Động tác trong tay ma tướng trên không dừng lại, nhưng trong miệng tiếp tục rít gào nói. Ta không cần kéo dài thời gian làm gì, chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta tu luyện đại thành khiên cơ đại pháp rồi vẫn còn sợ hãi ngươi sao? Ta chỉ không muốn lưỡng bại câu thương tại đây thôi, còn việc lời vừa rồi là thật hay giả, nếu trong lòng người không có chút hoang mang sao lại chủ động dừng tay chứ? Nam tử cười ha ha, chẳng hề ý tứ nói ra. Nghe xong lời Nam tử nói, ma tướng khổng lồ đứng im lơ lửng tại chỗ cũ. Nhưng chỉ có một chút sau đó, một tiếng phúc suy truyền đến, ma tướng tan ra tán loạn, hắc khí quay cuồng, từ trong đó bay ra một lão giả vẻ mặt tàn khốc. Chính là Sa Kỳ Cung, nhìn thấy tận mắt tất cả mọi chuyện, tâm niệm hàn lập chuyển động rất nhanh rồi tiếp tục khoanh tay, lạnh nhạt theo dõi tiếp. Hư! Người ẩn giấu cũng thật kín đáo, cho đến hôm nay mới lộ ra việc tu thành khiên cơ đại pháp. Tạm thời không hỏi thần thông này có thực sự nghịch thiên như trong lời đồn, vừa rồi nghe giọng điệu của ngươi, dường như nghiên cứu ra phương pháp khác lấy ra hỗn độn nhị khí. Làm sao lão phu biết được chuyện này là thật hay giả? Phương pháp ban đầu là do mấy người chúng ta liên thủ mới có thể nghiên cứu tìm ra được. Bây giờ chỉ dựa vào một mình ngươi cũng nghĩ có thể làm được chuyện này, ngươi cho rằng lão phu sẽ dễ dàng tin tưởng sao? sắc mặt xa kỳ cung âm trầm như nước nói ra không chút tình cảm do có cơ duyên xảo hợp ta đã phát hiện ra thiếu sót trí mạng của phương pháp trước kia còn là thật hay giả tạm thời ngươi nghe ta nói qua một chút tự nhiên có thể biết được thật giả ra sao nếu ngươi nghĩ rằng phong mỗ không nói thật thì cùng lắm hai chúng ta đại chiến tại đây cũng được khi đó lại để cho tặc tử huyết quang được tiện nghi nam tử cười lạnh trả lời tốt tạm thời lão phu thử nghe ngươi nói nếu thực sự là lời nói giả dối đừng trách mới nghe hai từ huyết quang khuôn mặt sa kỳ cung trở nên dữ tân hẳn hừ lạnh nhanh chóng nói ra quyết định đây mới là hành động sáng suốt nếu thực sự phong mẫu có thể cung cấp phương pháp khác ta muốn được chia một phần ba hỗn độn khí chuyện này không quá đáng chứ nam tử vỗ tay cười ha hả dùng giọng chân thật đưa ra điều kiện của mình việc đó để ngươi chứng minh trước đã rồi nói sau nói tiếp đi sa kỳ cung không hề cử động lạnh lung cho ý kiến phong tà lơ đánh, nhếch môi truyền âm cho lão giả đuôi lông mày hàn lập khẽ nhếch lên nhưng cũng không nói gì. Một ngày sau, trên một dãy núi màu xám mờ mờ, thấp thoáng một luồng hắc quang bay đi với tốc độ đáng sợ. Trong hắc quang, một lão giả xấu xí thúc dục độn quang không ngừng, chính là hắc phố thượng nhân lúc trước đã chia tay cùng hàn lập một thời gian. Nhìn hắn tập trung đi như vậy, dường như vội vàng quay trở về thánh đảo. Phía trước, cách đó không xa, bóng hai tòa núi cao vạn trượng hiện lên, chặn ngang lối đi. Ánh mắt hắc phố thượng nhân chợt lóe rồi không chút bận tâm, thúc rục độn quang bay vọt vào giữa khe hở giữa hai tòa núi, có vẻ muốn nhanh chóng bay qua. Sau mấy cái chấp động, hắc quang chìm vào giữa hai tòa núi, chỉ một chút sau đã bay qua. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Không chút dấu hiệu báo trước, đột nhiên từ hai tòa núi phát ra hai tiếng nổ vang trời đất. Sau một trận rung động kịch liệt, hai tòa núi cùng ào ạt đổ xuống chỗ hắc vũ thượng nhân. Thân núi chưa đập đến độn quang màu đen nhưng đá núi đã rơi xuống khắp nơi như mưa chương 1945, ma nữ hiện. Hắc phố thượng nhân rơi vào cảnh này tự nhiên cả kinh một trận, nhưng trên mặt lại không hoảng loạn chút nào, một tay nhanh chóng bấm quyết rồi lại há miệng phun ra một cái chuông bạc nhỏ. Sau một tiếng đương thanh thúy vang lên, cái chuông nhỏ lập tức huyến hóa thành cái ảo ảnh cự chuông lớn hơn trăm trượng, đem thân hình lão giả hoàn toàn phủ vào trong. Đồng thời, từ trên hư ảnh cự chuông tản ra từng vòng quang lãng hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, những thứ đất đá từ trên hai đỉnh sơn phong đổ xuống lần lượt tiếp xúc với quang lãng liền biến thành cho bụi trong nháy mắt. Mà hai tòa sơn phong đột nhiên lóe lên một trận sáng xám trắng, từ trung tâm hai tòa sơn phong lộ ra vô số hòn đá ngưng tụ thành hai cái cự thủ, năm ngón tay duỗi ra, độ dài chỉ ít cũng đạt tới trăm trượng, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận ở trong đó. Dầm dầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Giống như động tác đập ruồi, hai cái cự trưởng hung hăng vỗ lên trên cái hư ảnh cự chuông một nhát bản thân cái chuông nhỏ vốn là một loại bảo vật khó lường nhưng dưới cố cự lực cường đại như vậy cũng chỉ gào thét một trận rồi bị đánh cho hỏng mất. Thân ở trong hư ảnh cự chuông, hắc phố thượng nhân rốt cục hiện ra vẻ mặt kinh hoàng, lúc này liền quát to một tiếng, tay áo đột nhiên dương lên thả ra một đoàn ngân quang. Sau một tiếng sấm nổ, vô số lôi điện màu bạc nhỏ như sợi tơ tạo thành một cái lưới điện màu bạc như ẩn như hiện mở bung ra. Chính là bảo vật trên hỗn độn vạn linh bảng, ngân tiêu lôi vóng. Với thần thông huyền diệu của cái lưới này, một khi tế ra tự nhiên đủ để ứng phó với cú đột kích trước mắt. Trong lòng lão giả khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên miệng lại lầm rầm niệm chú, hơn nữa một tay còn hư không chảo một cái. Theo đó, vài đoàn linh quang từ trong lòng bàn tay di động ra. Hắn muốn triệu hồi ra những bảo vật khác để đối phó với địch nhân trước mắt, nhưng ngay đúng lúc này một màn khó tin bỗng xuất hiện. Hư không phụ cận chợt dao động, một cái bạch thủ trắng như ngọc đột nhiên phóng ra, rồi chảo ra một cái nhìn như rất vị ý, nhưng một chảo này lại dễ dàng đem một đoàn linh quang trong đó tóm gọn lại sau đó năm ngón tay khẽ siết chặt lại lão giả theo đó chỉ cảm thấy một trận đau đớn như xé tan hồn phách truyền vào trong óc hét thảm một tiếng thần niệm liên lạc với ngân tiêu lôi võng cũng theo đó mà bị cắt đứt đi đồng thời thân thể cũng lung lay một trận bộ dáng giống như sắp ngã từ trên không xuống vậy mà chỉ một khắc trì hoãn này hai cái thạch thủ khổng lồ từ hai tòa núi kia liền tập trung hung hăng đánh vào một chỗ cho dù có kinh sợ tới hồn bay phách lạc như lão giả vẫn kịp thời thôi động pháp lực toàn thân, ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng chiến giáp xanh mượt. Nhưng lực lượng của hai cái thạch cự trưởng thực sự quá khổng lồ. Chỉ sau một tiếng nổ rung trời đất, hộ thể linh quang cùng chiến giáp dưới cố cự lực của hai thạch cự thủ liền vỡ vụn tất tắc, thân thể theo đó mà hóa thành một cỗ huyết vụ bạo liệt tản ra. Siêu một tiếng, từ trong đám huyết vụ chợt bắn ra một đoàn hắc quang, chỉ sau một cái chớp động hắc quang liền biến vào hư không không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, một tiếng cười thanh thúy truyền đến. Khi đạo hắc quang kia vừa đào tẩu, Ngọc Thủ vốn đang đem tấm lôi võng cuốn lại thấy vậy mà duỗi ra một ngón hướng về phía đạo hắc quang nhẹ nhàng bắn ra một cái. Phốc suy một tiếng, một đoàn ngân quang kích bắn ra, chợt lóe lên rồi cũng tan biến vào trong hư không. Sau một khắc, một thanh âm muộn hưởng phát ra, hư không nơi nào đó tại hơn trăm trượng xa đột nhiên chấn động một trận, một đoàn hắc quang từ trong hư không loạn choạng ngã vật ra nhưng chỉ lắc lư một chút liền giống như tên rời nỏ mà hướng một phương xa xa phá không bay đi. Ở bên trong hắc quang rõ ràng là một khỏa nguyên anh cao vài tấc màu tím, mặt mũi giống hệt với hắc phố thượng nhân nhưng sắc mặt lại tái nhiệt cực kỳ, vẻ mặt lại tràn đầy kinh sợ, khóe miệng còn ẩn ẩn vương vấn một tia máu lờ mờ. Bây giờ còn muốn chạy sao, quá tâm si vọng tưởng rồi. Thanh âm lanh lảnh của nữ tử một lần nữa truyền đến. Ngọc thủ lại một lần nữa đung đưa một chút, Lôi võng đang bị tóm trong tay bỗng nhiên không thấy bóng dáng mà thay vào đó là một cái mặt kính có chút cổ kính, cũng hướng về phía Nguyên Anh xa xa nhẹ nhàng lung lay mấy cái rồi bắn ra một đạo hắc sắc quang trụ, sau một cái chớp động liền đem khỏa Nguyên Anh kia bọc vào trong đó. Nguyên Anh vốn đang phá không bỏ chạy lập tức cảm thấy không khí bốn phía chợt ngưng trệ lại, theo đó một cỗ hấp lực khổng lồ không cách gì ngăn nổi thoáng cái nổi lên, sau đó liền bị mạnh mẽ kéo bắn ngược về sau. Lần này, Hắc Phố thượng nhân thật sự đã sợ so tới hồn phi phách tán rồi dưới tình thế cấp bách nguyên anh gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra một cái lệnh bài hình tam giác rồi lại phun lên trên đó vài đoàn tinh huyết tinh huyết vừa ra liền hóa thành một đám huyết vụ nhanh chóng nhập vào bên trong lệnh bài tam giác lệnh bài nếu được hắc phố thượng nhân tế ra vào lúc này tự nhiên là một kiện dị bảo khó lường sau một tiếng thanh minh tam giác lệnh bài chợt hóa thành một quang đoàn màu xanh nhạt rồi hướng nguyên anh phủ lại nguyên anh đang bay ngược về sau dưới sự bao phủ của tầng thanh quang này thân hình nguyên anh đột nhiên ngừng lại thậm chí ngoài thân còn sáng lóe lên, Nguyên Anh lần nữa lại cấp tốc hướng về phía trước phá không bay đi. Di, có chút ý tứ, hẳn là thanh minh lệnh của nhân tộc rồi, có vẻ không suốt thêm mấy phần khí lực thì thật đúng là để cho tên tiểu tử này chạy mất. Thanh âm nữ tử dễ nghe kia đột nhiên vang lên, chẳng qua lần này lại có chút ý tứ ngoài ý muốn. Một đạo không gian dao động đột nhiên xuất hiện, chủ nhân của Ngọc Thủ, một nữ tử một thân lam sắc cung trang vô thanh vô tức từ trong hư không hiện ra. Nữ tử này vóc người yểu điệu, mặt như bạch ngọc, dung nhan cực mỹ, nhưng trong đôi mắt hết lần này tới lần khác lại ẩn ẩn thanh quang, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm khó có thể nói ra được. Nữ tử này vừa hiện thân liền hướng Nguyên Anh xa xa kia nhìn lại một cái, sau đó ngọc nhan hơi trầm xuống rồi đem một cái ngọc thủ hướng trước người dựng thẳng lên rồi chuyển sang một cái pháp ấn huyền diệu mà đánh thẳng ra. Sau một tiếng phốc nhỏ vang lên, một cái mà ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nữ tử, ngoài thân ma ảnh tinh quang lưu chuyển một trận rồi hóa thành một đầu ma vật mặc hắc giáp dữ tợn chiến giáp tinh mỹ dị thường mặt ngoài ẩn ẩn còn có một tầng trận đồ mà ba cái đầu lại đều bị một tầng chiến giáp bao trùm lại khiến người khác khó có thể nhìn thấy được hình dáng rõ ràng chỉ trong nháy ma vật vừa mới xuất hiện ba cái đầu liền tề hống phát ra một trận thanh âm như muốn xé rách không gian lục nhãn chấp động một cái mơ hồ có thể thấy được sáu đoàn thanh diễm chấp động không thôi sau đó sáu cánh tay đồng loạt hướng nguyên anh phía xa xa hư không trào tới một màn quỷ dị xuất hiện, sau cái bàn tay đánh ra một chỗ liền phát ra một tiếng nổ chói tai, sáu cơn lốc xoáy đồng thời hiện lên, cũng chợt lóe lên liền nứt toác ra. Ầm ầm vang, hư không dường như muốn sụp đổ hoàn toàn, một cái lốc xoáy lớn hơn hẳn trong nháy mắt hình thành ở trước mặt nữ tử, sau một chút chuyển động liền tuôn ra vô số hắc sắc phù văn, nhưng tất cả rối rít hóa thành vô số đạo hắc quang tiến nhập vào trong hư không. Nguyên Anh Nguyên bản đang toàn lực phi độn phía xa xa đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí mau cốt tùng nhiên, thân sắc cả kinh nhưng thân chưa kịp có phản ứng gì thì trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái lốc xoáy màu đen không một tiếng động xuất hiện, một cái hắc sắc ma chảo được bao phủ bởi một tầng ma diễm từ trong đó nhanh như chớp chui ra. Nguyên Anh chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, cho dù ngoài thân còn có một tầng thanh quang hộ thể nhưng chỉ một kích vậy mà ma chảo liền dễ dàng tóm được nó, rồi cũng nhanh như chớp đem Nguyên Anh rút về trong lốc xoáy. Trong khoảnh khắc, lốc xoáy vừa mới xuất hiện ở nơi này liền vô thanh vô tức biến mất, phảng phất như từ đầu đến giờ chưa từng suốt qua chỗ này vậy. Mà ở bên kia, cái lốc xoáy trước người lam sắc cung trang nữ tử lại không có biến mất theo mà vẫn từ từ chuyển động không ngừng. Khẽ nhoèn miệng cười, nữ tử này đưa một cái ngọc thủ hướng trung tâm lốc xoáy hư không chào một cái. Phốc suy một tiếng, một đạo hắc quang từ trong lốc xoáy bị tóm ra, rõ ràng chính là nguyên anh của hắc phố thượng nhân kia. Chẳng qua, nguyên anh lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh lét, toàn thân bị một sợi hắc ti chói chặt như cái bánh tét quả nhiên là đã bị bắt sống. Nữ tử thoáng quét mắt nhìn qua Nguyên Anh, vẻ mặt không chút biểu tình đem tay áo hướng xuống phía dưới phất xuống, một cỗ hắc quang nhất thời quyển xuống, sau một cái chấp động liền đem một vật nhiếp đến trong tay. Năm ngón tay mở ra, chỉ thấy vật trong tay là một cái chữ vật thủ chạc tản ra hoàng quang nhẹ nhẹ. Nữ tử lúc này vươn một ngón tay hướng chữ vật thủ chạc nhẹ nhẹ điểm ra một cái, đồng thời hai mắt nhắm lại. Hoàng lương thạch linh, dĩ nhiên là vật này, quả thật có chút y tứ, xem ra người này vì vật này mà đặc biệt chạy tới đây. Không trách được lục cực mời ta tự mình chạy tới đây một chuyến. Nhân tộc quả đúng là mưu mô, thật đúng là không thể không đề phòng. Một lát sau, nữ tử mở hai mắt ra, đột nhiên cười một tiếng rồi tự nói mấy câu. Xem ra muốn biết tường tận thì phải tra xét nguyên thần người này một chút đi. Bất quá, những nhân tộc cao giai tu sĩ này đều tu luyện một ít bí thuật tự tỏa thần niệm, mặc dù dựa vào ma công cậy mạnh phá mở ra nhưng cũng chỉ có thể siêu tra được một phần vô cùng nhỏ mà thôi, cũng không biết có thể hay không tra ra thứ cần nữa. Cung trang nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, vừa thở dài vừa lầm bẩm. Nhưng nữ tử này dường như trong lòng đã có quyết định, lúc này cũng không trần chờ gì nữa mà một tay hướng xoáy nước hơi vung lên. Ma vật ba đầu sáu tay phía sau cùng lốc xoáy màu đen đồng thời biến mất không thấy, mà nguyên anh của hắc phố thượng nhân thì lại vẫn lẳng lặng huyền phù tại chỗ. Làm sắc cung trang nữ tử một tay lật chuyển, cái cổ kính màu đen kia một lần nữa xuất hiện trong tay, hướng Nguyên Anh thoáng rung rung một cái. Nhất thời, một đạo hắc sắc quang trụ mờ mờ bắn ra, đem Nguyên Anh cuốn vào trong đó rồi hướng về phía cổ kính bay đi, chợt lóe lên rồi quỷ dị biến mất. Đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh, bổn tỏa cần phải hảo hảo tiến hành siêu hồn tên nhân tộc tu sĩ này. Lấy pháp lực hiện tại của phân thân này đoán chừng cần phải mất mấy ngày mới có kết quả. Cung trang nữ tử lần nữa đem cổ kính thu lại, sau đó mạn bất kinh tâm nói một câu, phảng phất như giao phó cho kẻ dưới vậy. Tuân lệnh, nguyên sát đại nhân, hai đạo thanh âm ong ong bỗng nhiên từ hai tòa núi đã sập một nửa kia truyền ra. Theo đó, hai cái cự trưởng từ hai tòa sơn phong ùm ùm thu về, tiếp đó từ trên ngọn núi chợt xuất hiện một đám bạch cốt kèm theo một trận linh quang xám trắng chớp chớp nhuyễn động. Sau thời gian chừng mấy lần hít thở sau liền xuất hiện hai đầu thạch cự nhân đứng trước mặt nữ tử. Hai người này một thân toàn là đá núi xám cho, bốn tay, cao chừng ngàn trượng, thoạt nhìn trông có vẻ đáng sợ cực kỳ. Đa tạ nhị vị trưởng lão xuất thủ tương trợ hủy diệt pháp thể của người này, nếu không bổn tọa muốn bắt giữ được người này thì cũng phải hao phí một phen tay chân. Cung trang nữ tử đối với hai gã thạch cự nhân này cũng có vẻ khách khách khí khí, trong miệng cảm ơn một hai câu. Không dám, vì nguyên sát đại nhân mà ra lực cũng là vinh hạnh của chúng ta. Một trong hai gã thạch cự nhân chợt phát ra tiếng nói, từ khuôn mặt toàn đá là đá kia cũng có thể miễn cưỡng nhận ra được vẻ tươi cười chương 1946, Tân Đại Địch. Nữ tử thản nhiên gật đầu rồi tiếp đó không nói thêm gì nữa mà khẽ đem tay áo rung lên, hai cỗ bạch hà liền cuốn ra, chợt lóe lên phân biệt chìm vào thân thể hai tên cự nhân. Cả người cự nhân theo đó mà lột bộp ùm hoàng loạn hưởng một trận, thân thể liền cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ một chớp mắt sau liền biến thành hai quả thạch cầu xám trắng cỡ nắm tay, rồi lại hướng về phía nữ tử bay tới, cuối cùng cũng chìm vào trong ống tay áo không thấy tung tích. Lúc này nữ tử này mới dẫm chân một cái, dưới thân đột nhiên sinh ra một cỗ hắc phân đem thân hình nữ tử phủ vào trong, sau đó hướng về một phương nào đó bắn nhanh mà bay đi. Cùng lúc này, Hàn Lập đang khoanh chân đả tỏa bên một cái hố to, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi mở ra, trên mặt ẩn ẩn có chút biểu tình kỳ quái. Hắn đem Nguyên Anh thu lại, rồi cũng đem thần niệm hóa thân từ bên trong chấn ma tỏa kia một lần nữa thu về. Xem bộ dáng của hai lão ma này thì hỗn độn nhị khí này rõ ràng đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, bằng không cũng không đến mức thiếu chút nữa lấy nguyên thần thể đánh lớn một trận ở bên trong rồi. Hai lão ma này sẽ không vừa thu được hỗn độn nhị khí là lập tức có thể thoát khốn ra chứ. Không có khả năng, chấn ma tỏa này đích xác là huyền thiên linh vật chưa thành hình, hỗn độn nhị khí cho dù nghịch thiên đến mức nào thì cũng không thể có cái hiệu quả như vậy. Hai lão quái vật kia chắc hẳn có dự định gì khác, cho dù đã đều lập tâm ma chi thể thì cũng khó mà tin được sắc mặt hàn lập âm trầm dùng một loại thanh âm trầm thấp khó có thể nghe được mà thì thảo tự nói một hai câu hắc hắc được rồi đến lúc đó vừa đem hỗn độn nhị khí phân ra cho hai lão quái vật kia liền tìm cách đem chấn ma tỏa ném trở lại ma giới đi ngày sau dù sao cũng phải đi ma giới một chuyến đến lúc đó vừa lúc đem vật này xử lý là được rồi dù sao cũng chỉ là hai cái nguyên thần không có nhục thân đến lúc ma kiếp vừa kết thúc thì lần ma kiếp tiếp theo cũng là sự tình ở không biết nhiều ít bao nhiêu vạn năm sau rồi ai cần quản tới hai ma đầu kia thoát khốn sẽ giải vò ma giới đến mức nào chứ? Hàn Lập bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt đã có chủ ý. Trong lòng đã quyết, Hàn Lập cũng không tiếp tục trần chờ gì thêm nữa mà đem một ngón tay điểm lên trên cái hộp gỗ trước mắt một cái. Đi, quát khẽ một tiếng, hộp gỗ liền bay thẳng tới giữa hố lớn rồi sau đó khẽ rung lên rồi huyền phủ giữa không trung. Sau đó, Hàn Lập hít sâu một hơi, một tay liền bấm quyết, trong miệng bắt đầu lầm bầm niệm quyết. Chỉ chốc lát công phu sau, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay chợt hiện ra ở sau lưng hắn, sau cánh tay khẽ động, cũng đồng dạng bắt đầu bắt quyết. Theo đó, từng phiến kim sắc hào quang từ trên thân pháp tướng cuồn cuộn tản ra, chợt lóe lên rồi dồn dập chìm vào trong cái hộp gỗ. Trong nháy mắt công phu, hộp gỗ nguyên bản một màu trắng sữa liền chuyển sang một màu kim quang rực rỡ, bộ dáng giống như một khối vàng dòng vậy. Đúng lúc này, trên mặt bản thể hàn lập chợt nổi lên một tầng thanh hà, miệng khẽ quát một tiếng rồi lại đưa một ngón tay lần nữa hướng hộp gỗ trước người điểm ra một cái. Một đám ngân sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra trùm lên cái hộp gỗ, đem nó bao vào bên trong. Mà đúng lúc này, kim sắc pháp tướng sau lưng hàn lập sáu mắt chợt mở ra, thân hình nhoáng lên nhưng lại tự động bước tới một bước lớn, sau mấy cái chớp động liền tiến tới sát cái hộp gỗ vốn cách xa vài chục trượng, tiếp đó hai cái đại thủ liền chui ra, đem cái hộp gỗ nắm chặt lại. Kim quang chấp động, Pháp tướng mang theo cái hộp gỗ từ từ rơi xuống cái hố lớn. Tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng cũng chỉ mất mấy lần hô hấp kim sắc pháp tướng đã chìm vào bên trong vũ khí không thấy tung tích. Thanh âm niệm chú của Hàn lập vẫn không ngừng phát ra. Pháp quyết trong tay vẫn cứ tiếp tục bấm động nhưng chỉ chốc lát công phu sau thân thể hắn chợt run lên một cái. Một cỗ âm hàn khí khó có thể miêu tả được chợt từ trên thân thể hắn tỏa ra. Hoàng quang chợt lóe, mặt đất phụ cận hắn theo đó được phủ kín bởi một tầng băng lạnh hoàng sắc nhàn nhạt lại qua một lát công phu sau thanh hà trên mặt hàn lập dần dần tiêu tán đi toàn thân đều bị một tầng hoàng sắc hào quang bao phủ lại búi tóc thậm chí là cả tứ chi đồng dạng đều bị một tầng hoàng vụ bao trùm toàn bộ dưới cái hố sâu vũ khí hoàng sắc từ lâu đã kịch liệt quay cuồng theo từ từng tiếng oanh long long từ dưới sâu không ngừng phát ra phảng phất như có thứ gì đó đang ở dưới sâu đang bạo liệt không ngừng khiến người nghe nghe xong cảm thấy nghi hoặc không thôi biểu tình trên mặt Hàn Lập tựa hồ đối với những thanh âm bạo liệt cùng âm hàn khí dường như không thấy, chỉ là vô thanh thôi động một loại bí thuật nào đó, bộ dáng một khắc cũng không ngừng. Thời gian cứ vậy mà chậm chậm trôi qua, bảy ngày đêm sau. Hàn Lập vẫn cứ một mực ngồi xếp bằng bên cạnh cái hố lớn không mảy may ly khai, cái này cũng là do pháp lực tự thân hắn thực sự thâm sâu khôn lường, mà nhục thân cùng thần niệm lại viễn siêu đồng dai, bằng không thì hắn cũng sớm vô pháp chống đỡ nổi. Nhưng cho dù như vậy thì pháp lực của hắn cũng đã tiêu tiêu hao không ít rồi, thân thể cũng bắt đầu cảm thấy có chút huệ hoài. Bất quá lúc này, ở dưới sâu trong cái hố lớn, thanh âm bạo liệt đã tiêu thất từ lâu, hoàng sắc vũ khí quay cuồng cũng đã an phận ít nhiều, rõ ràng bí thuật đã thi triển tới mức tận cùng rồi, công việc xem ra cũng đã gần như kết thúc. Đột nhiên, một tiếng nổ như sấm rền từ dưới đáy hố sâu bạo phát ra, vạn đạo kim quang từ phía dưới sâu phun lên, trực tiếp xuyên thủng tầng vũ khí, trong lúc nhất thời đem toàn bộ hố sâu chiếu sáng dị thường rực rỡ vô cùng thành rồi hàn lập thấy cảnh này tinh thần khẽ rung lên không khỏi hưng phấn thất thanh nói ra nếu hắn có được thứ hỗn độn nhị khí này thì trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể tiến giai tới hợp thể hậu kỳ tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì mà nếu tu vi lại tăng tiến thêm một bước vô luận là pháp lực hay thần thông uy lực tự nhiên đại tăng đủ để cho hắn trong ma kiếp cùng chuyến đi tới ma giới sau này cũng xem như là đủ sức bảo vệ mình rồi trong lòng nghĩ như thế nhưng động tác trên tay hắn lại không chậm lại chút nào, ngoài thân chợt phốc suy một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn từ trên thân thể hắn chợt bốc lên. Nơi nào quang diễm đi qua thì tầng xương lạnh trên người hắn mau chóng tan đi, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này hắn mới đem một cánh tay nhấc lên hướng cái hố sâu chụp một cái. Vũ khí một lần nữa kịch liệt sôi trào, kim quang chấp động, kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay từ bên trong đó từ từ bay lên cao, trong tay vẫn cứ ôm cái hộp gỗ kia nhưng mà trong thân thể mơ hồ có lại có thêm một đoàn vũ khí thanh quang đám vũ khí này kích thường cỡ quả trứng gà bộ dáng không chút thu hút nào nhưng bên trong đoàn thanh khí lại mơ hồ có hắc bạch lưỡng khỏa quang điểm cỡ hạt đậu huyền phù bất động hàn lập vừa thấy vật này khóe miệng khẽ nổi lên dáng tươi cười nhưng chỉ trong khoảnh khắc gương mặt hắn chợt ngưng tụ lại mà ngẩng đầu lên thần sắc lại trở nên kinh sợ cực kỳ cơ hồ đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trên cao bạo phát ra theo đó một cỗ cự lực vô cùng trượt kích lên trên tầng cấm chế trên cao bạch khí vốn do cấm chế hình thành dưới cỗ cự lực này lại giống như yếu ớt không chịu nổi sau một tiếng nổ trầm đục liền tất tắc, tắc vỡ vụn ra tầng vũ khí trên cao lập tức như bị cuồng phong quét tới cuốn đi không còn một mảnh mà dưới cỗ cự lực này một đạo thân ảnh yểu điệu vô thanh vô tức hiện ra tại tầng trời cao cũng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hàn lập ở phía dưới ánh mắt băng hàn thấu xương rơi vào trên khuôn mặt của hàn lập vậy mà lại mơ hồ cảm giác được như bị kim đâm vậy hảo hảo tình báo siêu hồn từ tên nhân tộc tu sĩ kia quả nhiên không sai quả nhiên là ngươi hàn quang trong mắt nữ tử khẽ động trong lời nói dường như có ý tứ tới hàn lập ở phía dưới hàn lập tuy rằng không biết địa vị của đối phương ra sao nhưng nghe khẩu khí lại rõ ràng là một gã cao gia ma tộc hơn nữa tựa hồ còn nhận thức được bộ dáng của hắn tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc cùng kinh sợ nhưng trước mắt tự nhiên không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân trong đó trong tích tắc năm ngón tay hướng về phía xa xa chụp một cái Kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay quang mang chợt lóe, trực tiếp biến thành một đoàn kim quang đồng thời cũng đem cái hộp gõ cùng đoàn thanh khí nho nhỏ kia nhắm hàn lập bắn nhanh đi. Nữ tử trên không trung thấy cảnh này đầu tiên là ngẩn ra nhưng ánh mắt khẽ động, mắt vừa thấy cái hộp gỗ cùng đoàn thanh khí sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói. Trấn ma tỏa, hỗn độn khí, nguyên lai là người mượn âm hỏa nơi này rút ra hỗn độn nhị khí. Nữ tử này hiển nhiên cũng là một người quyết đoán dị thường, cơ hồ ngay khi vừa dứt lời đem tay áo hướng phía dưới lập tức rung lên. Một đạo bạch quang từ trong ống tay áo bắn nhanh ra, sau một cái chấp động trực tiếp kéo dài qua đoàn kim quang cách đó cự ly mấy trăm trượng, thoáng dừng lại rồi như chấp giật cuốn xuống dưới. Đó đúng là một giải khăn lụa bạch sắc tầm một trượng lớn, nhưng mặt ngoài ngân quang lòe lòe, trải rộng phù văn, rõ ràng là một kiện dị bảo. Bảo vật này dưới sự thúc giục của nữ tử ý đồ muốn đem chấn ma tỏa cùng hỗn độn nhị khí kia cường ngạnh chặn lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập vốn xếp bằng bên cạnh hố lớn cũng đột nhiên chuyển đến hai tiếng nổ trời rung đất chuyển, vô số đá vụn cùng nhau bắn ra, hai cái cánh tay xám trắng cực lớn từ trong lòng đất chợt sông ra, cũng từ hai bên hung hăng hướng Hàn Lập vỗ tới. Thạch trưởng chưa thực sự bắn chúng Hàn Lập nhưng một cỗ vô hình cự lực cũng đã khiến thân hình Hàn Lập trì trệ lại, phảng phất như thân thể bỗng nhiên phải gánh tới mấy vạn cân cự lực vậy. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập tự nhiên kinh sợ thế nào nghĩ cũng biết, nhưng trong lòng hắn lại không có thực sự thất kinh. Hừ lạnh một tiếng, một tay liền bấm quyết, bỗng nhiên miệng phun ra một câu. Bạo vũ, kim quang nguyên bản đang vây lấy hộp gỗ cùng hỗn độn nhị khí trượt cuồng thiểm một cái, hóa thành một quầng sáng kim sắc bạo liệt ra. Nơi nào kim quang đi qua hư không nơi ấy theo đó mà mơ hồ vặn vẹo đi, tấm khăn lụa bạch sắc kia ngay cả huyền diệu vô cùng nhưng không khỏi ngưng trệ lại một chút. Mà nhân cơ hội này, một cái đại thủ màu xanh đột nhiên từ hư không phụ cận chợt lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai tóm lấy cái hộp gỗ cùng thanh khí. Tiếp đó, đại thủ chợt nhoáng lên liền biến thành một đạo nhân ảnh nhàn nhạt, nhạt, chính là linh khu biến thành hàn lập da xanh. Linh khu vừa mới hiện thân liền nhanh chóng bấm quyết, trực tiếp hóa thành một đoàn thanh quang tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc, hàn lập nguyên bản đang ngồi xếp bằng trên mặt đất ngoài thân kim quang chấp động, thân thể thoáng cái mọc ra một tầng kim mau, thân thể cũng bắt đầu cuồng trướng lên, chỉ sau một lần hô hấp thời gian liền hóa thành một con kim mao cử viên cao hơn 10 trường. Cố cự lực nguyên bản đang tác động lên thân thể hắn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không chỉ như thế, sau khi hoàn thành biến thân xong cử viên liền giống to một tiếng, hai nắm tay vù vù hai tiếng hung hăng phân biệt đánh về phía hai cái thạch trưởng cực lớn đang vỗ tới kia. Sau hai tiếng nổ kinh thiên động địa, cự viên rên lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, mà hai cái thạch cự trưởng thì lại tán loạn đá vụ, non nửa bộ phận đã hư không tiêu thất không thấy rồi. Lúc này, sau lưng cự viên chợt hiện ra một đạo dao động, một đạo thân ảnh thanh quang nhàn nhạt nâng một cái hộp gỗ cùng một đoàn thanh quang hiện lên rồi nhanh chóng hướng về phía trước bổ nhào tới, trực tiếp chìm vào bên trong thân thể cử viên không thấy bóng dáng. chương 1947, Thạch Điện, cùng lúc đó, kim mau cử viên gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi há miệng phun ra một đạo kim sắc quang trụ cực kỳ thô to tới nữ tử trên không trung Mà chính bản thân cử viên lại lăn mình một cái, trong tiếng oanh minh liền hóa thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh. Cự bằng vừa hiện bốn cánh liền dương lên rồi hóa thành một đạo quang ti trắng xanh chìm vào không trung chỉ chớp mắt sau xa xa trăm trượng đột nhiên nổi lên một đạo ba động không gian, quang ti lại lần nữa hiện ra, nhưng vừa mới hiện ra lại khẽ rung lên, một lần nữa lại tiêu thất không thấy bóng dáng. Hàn lập tự thấy tình cảnh bây giờ thực sự bất hảo, nữ tử trước mắt lại cao thâm khó lường nhưng hắn lại không chút do so dự lập tức phi độn bỏ chạy. Hóa thân thành cự bằng bốn cánh khiến cho độn tốc của hắn cực nhanh, cũng giống như lần bị ba cái hóa thân của huyết quang liên thủ đuổi giết, đều nhất thời vô pháp đuổi kịp. Vì vậy hắn đối với độn tốc của chính mình lại tự tin dị thường. Nữ tử yểu điệu trên không trung một tay vung lên, một đạo kiếm quang đen kỳ từ trên trời giáng xuống đem kim sắc quang trụ đang bắn tới ở phụ cận dễ dàng chảm diệt đi. Nhưng chỉ với một chút thời gian này cự bằng đã phi độn ra tới một chỗ cực xa rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái điểm đen xa xa mà thôi. Muốn chạy, nếu bản tọa đã trông thấy ngươi, không đem ngươi trừ hồn luyện phách nào đơn giản như sự tình trước ở nhân giới. Nữ tử trên không trung nhìn lướt qua điểm đen xa xa trong mắt Hàn Quang chợt lưu chuyển phun ra một câu băng hàn thấu xương. Liền sau đó nữ tử này hướng xuống dưới đánh ra một cái, mặt đất bên dưới chợt nổ vang một cái, hai cái thạch thủ cực lớn từ trong lòng đất triệt để hiện thân ra, dưới pháp quyết của nữ tử đều hướng không trung bay đi, rồi quỷ dị hợp lại thành một đoàn quang cầu xám trắng thật lớn, cũng phát ra quang mang chói mắt cực kỳ. Mà lúc này thân hình nữ tử khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí hướng về phía quang cầu thật lớn bổ nhào tới rồi chìm vào bên trong không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát công phu sau, quang mang trói mắt vụt tắt đi để lại giữa không chung một tòa thạch điện cao vài chục trường. Tòa thạch điện này toàn thân xám trắng do hơn 10 cây cột thẳng tắp thô kệch dựng đứng mà thành, cấp cho người khác một loại cảm giác hoang dã độc đáo. Nữ tử yêu kiều đứng tại trung tâm đại điện, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái lên thạch điện dưới chân, miệng phun ra một chữ. Đuổi, mặt ngoài thạch điện theo đó lập tức nổi lên một tầng bạch sắc linh quang minh mông, thoáng run lên một cái liền kích bắn đi với tốc độ cực nhanh hướng về phía hàn lập bỏ chạy mà bay đi cái thạch điện này nhìn như vụng về nhưng chỉ qua một lượt chấp động lại trực tiếp xuyên qua trăm trược độn tốc cực nhanh nhưng so với hàn lập biến thành cự bằng bốn cánh phía trước lại chậm hơn ít nhiều hàn lập đang toàn lực phi độn phía trước tự nhiên cũng phát hiện ra một điểm này trong lòng vừa hoảng sợ không thôi vừa lộ ra vẻ không muốn dừng lại cùng với địch nhân phía sau giao chiến một hồi đối phương rõ ràng không phải là hạng tôn giả ma tộc phổ thông hắn không nguyện ý vừa mới tân tân khổ khổ hao tổn không ít pháp lực thu được hỗn độn nhị khí vào tay mà ngay lập tức cùng đối phương sinh tử khổ chiến một hồi hơn nữa khí tức của nữ tử này lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cực kỳ nhưng lại có chút hơi hơi quen thuộc điều này làm cho hắn nghi hoặc không biết trước đây hắn đã từng gặp đối phương hay chưa mà lại càng không nguyện ý liều lĩnh giao thủ cho dù hắn biến thân thành cự bằng lấy độn tốc chỉ so với đối phương nhanh hơn một xíu nhưng chỉ cần miễn cưỡng kéo dài thời gian thì tự nhiên có cơ hội triệt để thoát khỏi đối phương vì vậy, trong lòng Hàn Lập tuy rằng đầy nghi hoặc nhưng lúc này cũng chỉ toàn lực thôi động pháp lực, liên tiếp vũ động bốn cánh hướng về phía trước tiếp tục bỏ chạy. Lấy độn tốc kinh người của cả hai, chỉ sau nửa canh giờ đã được trăm vạn giảm. Lúc này, Hàn Lập cũng đã đem tòa thạch điện phía sau lưng vứt ra hơn 10 dặm rồi. Đối với phàm nhân phổ thông mà nói, điểm cự ly này tự nhiên được tính là cực xa nhưng đối với loại tồn tại như Hàn Lập mà nói thì cũng chỉ cần một khắc là vượt qua được rồi. Nhưng không quản nói kiểu gì đi chăng nữa, cự ly hai bên dần dần cách xa ra trong lòng hàn lập nhìn chung mà buông lỏng xuống đồng thời tâm niệm nhanh chóng vận chuyển bắt đầu cân nhắc nữ tử phía sau kia địa vị ra sao cùng lúc ở bên trong thạch điện làm sắc cung trang nữ tử đang ngồi trên vương tỏa trung tâm đại điện ánh mắt lành lạnh nhìn về phương hướng truy đuổi mí mắt cũng không khỏi giật giật mấy cái hư tên nhân tộc tiểu tử này năm đó ở nhân bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi không ngờ hơn ngàn năm không thấy vậy mà lại tiến giai tới hợp thể trung kỳ mà lại còn học được thuật biến thân kinh người này nữa chứ. Xem ra không thể xem nhẹ được rồi. Bất quá, chỉ với điểm thần thông ấy là có thể dưới mí mắt bổn tọa mà chạy mất sao, cũng không quá mơ mộng hão huyền rồi. Ngọc Dung nữ tử khẽ trầm xuống tự thì thào nói một hai câu, tiếp đó bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Thạch cảm, hai người các ngươi lập tức bắt đầu thuấn gì đi, thời gian dài như thế cũng đủ cho các ngươi tỏa định vị trí của người này rồi. Tuân mệnh nguyên sát đại nhân, hai người ta lập tức bắt đầu truyền tống nhưng mà vị trí có khả năng sai lệch trong phạm vi một dặm mong rằng đại nhân có thể chú ý một chút một đạo thanh âm ong ong đột nhiên từ trên trần nhà đại điện truyền ra bảng đá bên kia sau một trận nguyễn động liền nguyễn hóa ra một gương mặt thô giáp khoảng một dặm không đáng kể đủ để cho ta ngăn tiểu tử này lại rồi lập tức bắt đầu truyền tống nữ tử không chút nào lưu tâm tới việc này quyết đoán dị thường phân phó nói vâng lúc này đây gương mặt thô giáp không nói thêm lời gì nữa lập tức đáp ứng một tiếng. Trong khoảnh khắc, tòa thạch điện nguyên bản đang phi độn cực nhanh rồi đột nhiên dừng lại tại không trung. Tiếp đó, hai loại thanh âm chú ngữ bất đồng cổ quái dị thường truyền ra, sau một trận linh quang lưu chuyển, mặt ngoài đại điện chợt hiện ra vô số ngũ sắc phù văn. Những phù văn này trông có vẻ huyền diệu thâm ảo dị thường, dưới sự phối hợp với hai loại thanh âm chú ngữ, linh quang bên ngoài đại thịnh một trận rồi đột nhiên thoát ly thạch điện mà phân tán ra, cũng trong nháy mắt quay tròn một cái thoáng cái tại bốn góc đại điện hình thành một cái siêu cấp ngũ sắc phù trận. Thạch điện vừa lúc ở trung tâm đại trận, dưới quầng sáng chấp động liền nhoáng lên không thấy bóng dáng. Cùng lúc, Hàn Lập đang biến thân cự bằng bốn cánh đang vẫy cánh ở xa xa bỗng nhiên cảm ứng được hư không cách hắn tầm một dặm xa có một đạo không gian ba động, trong lòng cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ xa xa kia, một cái phù trận thật lớn đang vô thanh vô tức hiện ra, bên trong ngũ sắc quang mang chớp lóe, tựa hồ có thứ gì thật lớn đang muốn chui ra không tốt, Hàn Lập tự thân cũng tinh thông thuấn di cùng trận pháp, làm sao không nhìn ra đây là một cái trận phù truyền tống cỡ lớn khó gặp cơ chứ. Lúc này, sau một tiếng trường minh, cự bằng bốn cánh chợt rừng độn quang lại nhưng giữa chán cự bằng lại có thêm một đoàn hắc khí chấp động, một đạo vết nước chợt tách ra, một cái con người màu đen dựng đứng bỗng nhiên xuất hiện. Đây chính là thứ mà Hàn Lập đã đào tạo không biết bao nhiêu năm trong thể nội, phá diệt pháp mục, nhưng cho dù đang trong biến thân cự bằng mà cưỡng ép thôi động pháp mục này thì cũng là do Hàn Lập Tiến giai hợp thể mà ra, đổi lại là trước đây thì trăm triệu lần hắn không làm ra được loại sự tình này. Phá diệt pháp mục trên chán cự bằng yêu dị xoay tròn một trận rồi lập tức phun ra một căn hắc ti. Đạo hắc ti này vừa mới phun ra chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng chỉ sau một lần chấp động lại biến thành một đạo quang trụ to như miệng chén, cũng chợt lóe lên rồi chìm vào hư không không thấy tung tích. Oanh một tiếng, Quang trụ màu đen thoáng hiện ra ngay sát bên cạnh quang trận trong gang tấc, cũng hung hăng kích lên trên phủ trận một cái mà phát ra thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Nhất thời, hắc mang chói mắt cùng ngũ sắc quang mang quay cuồng bất định, hai cái cứ đan vào nhau thành một đoàn, đem cả tòa phủ trận nhấn chìm vào bên trong. Cự bằng làm ra loại sự tình này xong, pháp mục giữa chán chợt lóe lên lập tức tiêu thất, đồng thời bốn cánh lại vẫy động một phen, lại lần nữa kích bắn về phía trước mà đi, nhưng lại không chút lưu ý tới đòn công kích vừa rồi. Hiển nhiên Hàn lập rất rõ ràng, phá diệt pháp mục công kích tuyệt đối vô pháp tổn thương tới đối phương, vì vậy mới quyết đoán bỏ đi như vậy. Sự thực hiển nhiên là như thế, sau khi bạo liệt sản sinh một trận linh quang tán loạn thật lớn, không gian trung tâm phù trận mơ hồ vặn vẹo một trận, tòa thạch điện thật lớn có chút loạn trạo hiện ra. Bất quá, dưới không gian hỗn loạn chi lực tác động tòa thạch điện cũng vô pháp lập tức phi độn đuổi theo cự bằng, chỉ có thể tung ra một tầng bạch sắc quang cháo dưới từng cỗ không gian ba động mà chớp động không thôi. Phá diệt pháp mục, nữ tử ngồi ngay ngắn trên vương tỏa trong đại điện tận mắt thấy cảnh này, trong miệng phun ra từng chữ một, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Hàn lập biến thân cự bằng dưới mi mắt của nữ tử này sau mấy lần chấp động nữa lại biến thành một cái điểm đen bay xa tiết tắp. Lập tức đuổi theo lần nữa cho bổn tỏa, hai hàng lông mày nữ tử này nhíu lại thành một đoàn, lớn tiếng phân phó một câu. Thanh âm lớn tiếng vang vọng mãi trong đại điện không thôi, biểu thị cho chủ nhân tức giận khó giữ được. Hồi bẩm đại nhân, bởi vì không gian chi lực ảnh hưởng, hai người chúng ta phải hơi hơi điều trị lại thì mới có thể tái thôi động pháp lực được. Thạch diện lại lần nữa chớp lé xuất hiện tại đỉnh chóp đại điện, thần tình có chút áy náy, ong ong đáp. Hanh, đến lúc các người hảo hảo điều trị thể nội xong thì tên tiểu tử nhân tộc kia sớm đã không còn bóng dáng rồi, ta tới trợ giúp các ngươi một tay. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy hai tay vịn hai bên, đồng thời ngoài thân tuôn ra tầng tầng ma khí đen kịt, ma khí vừa ra giường như cũng có chút linh tính mà tự hành hướng tới tay vịn cuồng chú mà vào. Đa tạ nguyên sát đại nhân tương trợ, chúng ta lập tức có thể hành động rồi. Thạch diện lộ ra vẻ vui mừng, nói, mà cơ hồ chỉ sau một lần hô hấp thời gian sau, ngoài thân thạch điện lại nổi lên một tầng bạch quang, lại lần nữa kích bắn phi độn đi. Tuy rằng thạch điện này tuy truyền tống tới sát một bên hàn lập thất bại nhưng khoảng cách hai bên lại kéo gần lại một ít, vì vậy nữ tử này không chút nổi giận nào mà tiếp tục phân phó thạch điện điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập tự nhiên một mạch cắm đầu đào tẩu không ngừng, nhưng mỗi khi Hàn Lập đem cự ly kéo xa hơn một chút thì nữ tử này lại vận dụng năng lực truyền tống của đại điện đem cự ly một lần nữa kéo gần lại. Nữ tử này lần đầu tiên truyền tống thu được quả đắng tự nhiên những lần sau cũng không đem vị trí truyền tống tới quá gần Hàn Lập nữa, vì vậy Hàn Lập ngay cả có phá diệt pháp mục cũng vô pháp đối với truyền tống trận phù có bất cứ phá hoại gì. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập phiền muộn cực kỳ tuy rằng hắn đồng dạng có được lôi quang truyền tống trận nhưng vị trí truyền tống căn bản là vô pháp nắm giữ, truyền tống quá gần thì lại có khả năng tự hành đụng vào truy binh, truyền tống quá xa thì cần phải thời gian thi pháp dài, căn bản là thời gian cũng không cho phép. Huống hồ, cho dù có thành công truyền tống ra hơn vạn dặm thì cũng vô pháp thoát khỏi thần niệm tỏa định của đối phương, không cần bao lâu lại lần nữa đuổi theo sau. Nữ tử ở phía sau vậy mà so với ba phân thân của huyết quang lại khó sơi hơn hẳn. Cứ như vậy, một chạy một đuổi qua hơn phân nửa ngày. Bởi vì phương hướng hàn lập đào tẩu vốn dĩ là hắn đã từng đi qua, cho nên một đường đào tẩu cũng không đụng phải ma tộc ngăn trở gì. Nhưng, mắt thấy truy binh phía sau coi bộ muốn đuổi cùng giết tận, hàn lập tâm hơi hơi trầm xuống, không thể không bắt đầu vắt óc nghĩ tới kế thoát thân khác rồi. Hắn tự nhiên không biết, bên trong tòa thạch điện ở trăm dặm phía sau, làm sắc cung trang nữ tử đang tế ra một mặt cổ kính màu đen, mặt không biểu tình cùng một gã ma tộc khác nói chuyện với nhau. chương 1948, Đại địch liên thủ, nguyên sát sao lại là ngươi ngươi phái hóa thân xuống linh giới khi nào thế nếu ta nhớ không lầm thì trong danh sách thánh tổ phủ xuống linh giới không hề có ngươi hậu kỳ càng không có tư cách để chân thể phủ xuống ma tộc trong cổ kính bất ngờ là một thiếu niên thanh tú mặc huyết sắc trường bào nhưng vẻ mặt dường như không tốt lắm đúng là hóa thân huyết quang thánh tổ thống lĩnh đại quân đánh thiên uyên thành huyết quang ta chỉ để một hóa thân phủ xuống trợ giúp lục cực không thống lĩnh đại quân cũng không có ý định để chân thân phủ xuống cho nên không tính là vi phạm hiệp nghị ban đầu của mọi người, người có gì để chỉ trích. Lam sắc cung trang nữ tử mặt không chút thay đối trả lời. Hừ, có giải thích thế nào thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Việc này tạm thời không nói đến, nếu người phái hóa thân trợ giúp lục cực thì tại sao lại đến khu vực do bổn tọa phụ trách, người cũng nên giải thích thỏa đáng, đừng nói là chỉ bảo cảm ứng trong chiến thuyền của bổn tọa báo sai. Huyết quang trong lòng giận dữ, nhưng đối với nữ tử này rõ ràng có chút kiêng kỵ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng chất vấn không sai, hiện tại ta đúng là đang ở khu vực ngươi quản lý, hơn nữa còn đang đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc, nhưng đây cũng là lệnh của lục cực, hơn nữa đối với đại quân thánh tộc cũng có lợi, cho nên ngươi không cần quan tâm. Thần sắc nữ tử hòa hoãn, nói, đuổi giết tu sĩ nhân tộc, lấy thần thông truyền tống của hai thủ hạ đại thạch ma của ngươi, ngoại trừ đại thừa kỳ thì nào có ai có thể chạy thoát khỏi ngươi đuổi giết. Nếu người này có liên quan tới đại quân thánh tộc thì bổn tỏa cũng không thể ngồi yên, nếu cần thì ta sẽ phái hóa thân khác lập tức hội họp cùng ngươi giúp ngươi một tay huyết bào thiếu niên ánh mắt chợt lóe thâm ý sâu sắc nói một câu nói như thế thì ngươi vẫn còn lo lắng về bổn vạ rồi hóa thân khác ta cũng nghe người ta nói qua một chút huyết quang ngươi không ngờ lại để ba hóa thân mượn thân thể phủ xuống linh giới không sợ bản thể của ngươi tại thánh giới gặp chuyện không may sao huống hồ hiện tại mới phái người không cảm thấy đã quá muộn sao chờ hóa thân ngươi chạy tới bổn tỏa đã sớm giải quyết xong. Nữ tử chớp đôi mắt đẹp, cười lạnh một tiếng, nói, chuyện của ta, nguyên sát ngươi không có tư cách xen vào, về phần hóa thân khác, bọn họ hẳn là cách ngươi không xa, đại khái hơn nửa ngày liền hội họp cùng ngươi. Ta vừa mượn càn khôn bàn từ độc long, vừa lúc có thể trợ giúp ngươi một tay. Huyết bào thiếu niên thản nhiên nói một câu, cái gì, càn khôn bàn, độc long đưa bảo vật này cho ngươi mượn, hắn luôn giữ nó như tính mạng mà. Nữ tử biến sắc, rốt cục lộ ra vẻ giật mình, nói. Hắc hắc, chỉ cần trả giá đủ lớn thì độc long sao lại không cho mượn. Quan trọng là lai lịch tu sĩ hiện giờ ngươi đang đuôi giết thế nào. Có thể chạy thoát từ tay ngươi, xem ra cũng là tồn tại cực kỳ quan trọng trong nhân tộc. Ngươi lập tức liên lạc với mấy đại hóa thân của ta. Ta sẽ nói bọn họ mai phục phía trước, bất ngờ ra tay ngăn cản. Huyết bào thiếu niên đột nhiên chuyển đề tài, nói, ngươi ra tay cũng được, nhưng người này tại hạ giới từng đắc tội với ta, sau khi bắt phải giao cho ta xử lý, nếu không ta nguyện tốn nhiều thời gian cũng muốn một mình xử lý việc này. Nữ tử nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng sau khi hơi trầm ngâm liền ngưng trọng nói. Từng đắc tội với người ở hạ giới, đúng là có chút ý tứ, ta dường như có nghe nói qua, một tia phân hồn của nguyên sát người tại hạ giới bị một nhân tộc tu sĩ giết, không phải là tên tu sĩ hiện tại đang chạy trốn chứ. Ha ha, nếu là thế thì đúng là rất trùng hợp. Huyết bào thiếu niên sau khi ngẩn ra, vẻ mặt liền lộ ra một tia châm chọc, nói. Ngươi nếu cố ý cười cợt bổn tỏa thì không cần nói thêm gì nữa. Ngọc sung nữ tử trầm xuống, phất tay lên, hắc quang chấp động, định cắt liên lạc thông qua cổ kính. Chậm đã, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng sau khi việc này chấm dứt. Ngươi phải giúp ta làm một việc, hơn nữa từ nay về sau phải lập tức rời khỏi khu vực do ta phụ trách. Huyết bào thiếu niên bỗng nhiên quát khẽ, nói. Giúp ngươi chuyện gì, nữ tử có chút ngoài ý muốn, pháp quyết đang định đánh theo đó mà ngừng lại. Rất đơn giản, cũng là giúp ta đối phó một tên tu sĩ nhân tộc mà thôi. Thiếu niên không trần chờ nói, ngươi không phải đã có ba đại hóa thân phủ xuống sao? Như thế nào còn muốn bổn tọa giúp, ngươi định thế nào? Không phải muốn nhờ khối hóa thân này của ta đi đối phó tồn tại đại thừa kỳ nhân tộc chứ? Lam sắc cung trang nữ tử giật mình, hỏi một câu. Hắc hắc, đi đối phó với tồn tại đại thừa kỳ nhân tộc. Chí tưởng tượng của ngươi đúng là phong phú, cho dù ngươi muốn tìm cái chết thì bổn tỏa cũng không nỡ bỏ mấy khối hóa thân kia. Yên tâm đi, chỉ đối phó một tên tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc mà thôi, chỉ là kẻ này có rất nhiều bảo vật, mà ta thì mặc dù có vài đại hóa thân mượn thể phủ xuống, nhưng vẫn không mang theo bảo vật, cho nên không làm gì được người này. Có đạo hữu giúp đỡ thì không thành vấn đề. Huyết bào thiếu niên cười cười, nói, chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ thì đúng là không vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi, người đem cách liên lạc với mấy hóa thân kia nói ra đi. Làm bào nữ tử sau khi nghe xong, trong lòng thả lỏng, không trần chờ nói. Huyết bào thiếu niên hiển nhiên đáp ứng, sau đó điểm một ngón tay lên cổ kính, một đoạn ngân sắc phù văn từ trong kính tuôn ra. Cùng lúc đó, Hàn Lập đang bay ở phía trước không hề biết hai cừu gia ma tộc đã vô liên thủ với nhau. Hắn đang một bén bay đi, một bên ngưng trọng đau khổ suy tư, nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra cách thoát thân nào. Cái này cũng khó trách, không lâu trước đó hắn vừa mới ra tay đánh nhau với mấy hóa thân của huyết quang thánh tổ, vô luận là khí cụ bầy trận hay các loại pháp khí phủ triện đều tiêu hao bảy tám phần hiển nhiên cảm thấy thủ đoạn không đủ huống hồ mặc dù hắn cảm giác nữ tử ma tộc phía sau nguy hiểm nhưng chưa chính thức đánh nhau đối với thần thông của đối phương thế nào thì vẫn còn mù tịt không khỏi cảm thấy bó tay bó chân hàn lập tự định giá một hồi lâu cân nhắc tất cả chuyện liên quan tới thực lực nữ tử dù sao chỉ có biết người biết ta mới nắm chắc thắng lợi trong lòng tự định giá như thế tứ sĩ côn bằng lúc này từ cơ thể bắn ra vô số linh quang hóa thành vô số phù triện, trận kỳ, trận bàn, bố trí thành mười mấy pháp trận cảm bẫy lớn nhỏ không giống nhau, sau đó tiếp tục bay đi. Kết quả, sau một lát Hàn Lập mơ hồ nghe thấy phía sau phát ra tiếng nổ liên tiếp, pháp trận cảm bẫy liên mất đi liên lạc với thần niệm. Trong lòng Hàn Lập có chút trầm xuống, lấy tốc độ bài trừ cảm bẫy hắn lưu lại thì xem ra thần thông đối phương tuyệt đối lợi hại hơn dự đoán vài phần, không phải ma tôn bình thường có thể sánh bằng. Bộ dáng cũng không kém ba đại hóa thân của huyết quang bao nhiêu. Hơn nữa khí tức của đối phương giống như đã từng quen thuộc, khiến trong lòng hắn mơ hồ sợ hãi, mơ hồ nhớ tới một đại địch kiêng kỵ đã lâu. Chẳng lẽ đối phương thật sự là hóa thân của tên nào đó? Nếu nói như thế, lấy đại cứu giết phân hồn đối phương năm đó tại nhân giới, đối phương đuổi giết không tha cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hàn lập sau khi tự định giá, rốt cuộc nhớ tới khí tức nữ tử phía sau có chút tương tự với phân hồn nguyên sát thánh tổ bị phong ấn tại nhân giới năm đó, trong lòng hoảng sợ, có vài phần thấp thỏm không yên. Bất quá, nếu biết thần thông đối phương không nhỏ, lại có thể là đại ma tộc đối đầu với mình, hắn càng không thể dừng lại đại chiến với đối phương, chỉ thúc giục pháp lực trong cơ thể bay đi. Hắn đã nghĩ ổn thỏa, cho dù thạch điện nó có thể thuấn gì thì pháp lực hao phí vượt xa phi hành bình thường, thời gian dài thì kẻ đầu tiên không thể kiên trì được chính là đối phương. Cho nên trong lòng hàn lập thả lỏng, quyết định, không tiếc hao tổn nguyên khí cũng muốn đua pháp lực với đối phương. Thời gian tiếp theo, hắn không ra tay thử nghiệm nữa mà chi lấy ra một ít đan dược, cầm hai khối cực phẩm linh thạch trong tay bắt đầu hấp thu linh khí và luyện hóa dược lực. mà thạch điện sau khi không ngừng thuấn gì thì vẫn đuổi sát phía sau. hai bên như sao băng đuổi trăng, truy đuổi trên trời cao vạn trượng suốt nửa ngày. bọn họ bay qua một vùng đất đai khô cằn và một sa mạc, bay đến bầu trời một đầm lầy đầy bụi cây thấp lùn. bầu trời vô cùng trong xanh, ngoại trừ vài đám mây trắng và mặt trời đang tỏa ánh nắng gay gắt thì không còn thứ gì lọt vào tầm mắt. trước đó Hàn Lập cảm giác thấy tần suất thuấn di của thạch điện phía sau bắt đầu dần giảm đi, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng đúng lúc này, trong thần niệm của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nói yếu ớt. Chủ nhân cẩn thận, phía trước hình như có khí tức của kẻ địch. Tiếng nói không lớn, hơn nữa lại ngọng nghịu giống như giọng đứa bé. Hàn Lập nghe vậy kinh ngạc, độn quang dừng lại, đồng thời vội vàng hỏi một câu. Ai đó, chẳng lẽ là, chủ nhân không nhận ra ta sao, ta là báo lân, vừa mới tinh lại, ta sắp ngủ tiếp đây. Nhưng phía trước đích xác có kẻ địch, ta có thể cảm nhận rõ ràng khí thức bọn họ tràn ngập ác ý với chủ nhân. Đứa bé kia dường như vô cùng lo lắng, sau khi vội nói vài câu liền ngáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Báo lân thú, khí thức đầy địch ý. Hàn lập kinh nghi, báo lân thú đã sớm ngủ say mấy trăm năm, hiện tại lại đột nhiên ngoài ý muốn tinh lại, có thể nói tiếng người, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng khí thức địch ý mà con thú này nói đến là gì? vì sao lúc trước hắn không phát hiện ra. Tâm niệm sau khi nhanh chóng chuyển động, cự bằng nhất thời đảo mắt về phía trước, đồng thời thần niệm chi lực khổng lồ như thủy chiều quét về bốn phía. Nhưng hư không phụ cận trống giống, không có dấu hiệu khả nghi khiến Hàn Lập không khỏi châm ngâm. Đồng thời, cùng lúc đó trong một pháp khí thần bí, ba đạo huyết sắc nhân ảnh đứng ngang hàng, nhìn vào tấm đá lớn đang trôi nuôi trước mặt. Bề mặt tấm đá bất ngờ hiện lên hình ảnh một ngán sắc cự bằng cả người lập lè điện hồ. Cự bằng này có bốn cánh, đang nhìn xung quanh đánh giá gì đó, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thật sự không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc mà nguyên sát truy giết lại chính là hắn. Hắc hắc, đúng là tốn biết bao công sức không tìm thấy, không ngờ vô tình lại gặp hắn ở đây. Đạo huyết ảnh ở giữa bỗng nhiên âm u cười một tiếng, trong giọng cười tràn ngập ý tức giận. chương 1949, chặn lại, huyết ảnh này đúng một huyết bào thiếu niên khuôn mặt thanh tú. Đừng vội cao hứng, đừng quên điều kiện ban đầu với nguyên sát một tên huyết ảnh khuôn mặt giống như đúc thản nhiên nói hừ nếu mục tiêu truy đuổi của nguyên sát giống chúng ta thì điều kiện ban đầu hiển nhiên phải thay đổi một chút người có thể giao cho nàng ta nhưng bảo vật trên người thì chúng ta không đồng ý giao thiếu niên ở giữa hừ lạnh một tiếng không chút do so dự trả lời nói như thế thì sợ rằng nguyên sát không chịu bỏ qua bảo vật cũng có thể chia cho một nửa nhưng chấn ma tỏa và tử ngôn đỉnh thì chúng ta phải lấy trước tiên huyết ảnh khắc lắc đầu nói chia một nửa tiểu tử nhân tộc này rõ ràng mang trọng bảo trên người, các người đồng ý bỏ qua sao? Thiếu niên ở giữa nhếch miệng, nói, không bỏ cũng không được, chớ quên sau lưng nguyên sát còn có lục cực làm chỗ dựa, hiện tại không phải thời cơ tốt để trêu chọc tới à? Huyết ảnh kia cười lạnh một tiếng, nói, ơ, lục cực đúng là phiền toái lớn, sắc mặt thiếu niên khẽ biến, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Được rồi, các ngươi đừng mơ tưởng nữa, lúc này đây không biết có bắt được hắn hay không, dường như hắn đã phát hiện ra chúng ta, nghĩ rằng muốn mai phục thì hơn phân nửa không có khả năng. Gã huyết ảnh cuối cùng mở miệng, nói, bộ dáng có vài phần ngưng trọng. Phát hiện ra chúng ta, không thể nào. Chúng ta đã dùng càn khôn bàn che giấu tất cả, trừ phi hắn có tu vi đại thừa kỳ, nếu không tuyệt đối không thể cảm nhận được, nhiều lắm là chi nghi ngờ một chút mà thôi. Nguyên sát lại đang đuổi sát phía sau không tha, hắn không thể nào dậm chân tại chỗ. Sắc mặt thiếu niên ở giữa trầm xuống, nhìn hình ảnh trên vách tường không tin nói có đúng thế không nhưng ta lại cảm thấy không tốt hắn đang làm gì thế kia gã huyết ảnh cuối cùng lắc đầu định nói gì đó nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất kinh la lên hai người khác sau khi thấy rõ động tác của hàn lập trên vách tường sắc mặt đồng dạng đại biến chỉ thấy côn bằng do hàn lập biến thành đột nhiên há miệng phun ra một lôi cầu kim quang trói mắt chợt lóe liền hóa lớn hơn trượng cự bằng hướng về phía ba người bộ dáng có vẻ như đang nhếch miệng lôi cầu một chút liền háo thành kim hồ trói mắt bắn tới. Tiếng sét đánh vang lên, xung quanh vách tường đều là kim hồ lượn lờ, sau một tiếng vỡ vụn giòn tan liền hóa thành một cổ phấn mịn tan biến. Đúng là hắn đã phát hiện ra càn khôn bàn, nếu không thể dụ lại đây thì chỉ có thể ra tay mạnh mẽ ngăn lại. Thiếu niên ở giữa quát một tiếng, hai người còn lại hiển nhiên không ý kiến, đều bắt quyết nhiệm chú. Tiếng chú ngữ xé gió lập tức quanh quẩn trong không gian. Đồng thời, sau khi lôi cầu hóa thành cự võng bao phủ phía trước, trong lôi quang chớp động một thứ gì đó hiện ra trong mây mù trên trời cao thứ này lớn hơn trăm trượng toàn thân trong suốt hình tròn phảng phất như một cái ngọc bàn thật lớn trôi nổi giữa hư không viên bàn phát ra bạch sắc quang mang một cái pháp trận lớn không tiếng động hiện ra nếu lúc trước hàn lập không dừng độn quang lại thì sợ rằng đã đâm đầu vào trong cấm chế này hắn ngay cả khi luôn thong dong mắt thấy cảnh này trong lòng cũng giật mình lúc này cự đại ngọc bàn quay tròn một tầng bạch sắc quang mạc bay ra sau vài lần chấp động liền hóa thành quang bích nhìn như vô biên vô hạn, đem đường đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng côn bằng do hàn lập biến thành vào lúc này đột nhiên hướng mặt đất lăn một vòng. Một cổ hà quang huyễn lệ chợt lóe lên, ngân sắc cự bằng biến mất không thấy mà thay vào đó là một cự điểu đầu phượng, toàn thân là linh vũ dài. Xem bộ dáng thì có vài phần giống với chân linh thiên phượng trong truyền thuyết. Đúng là hàn lập thúc dục kinh chập quyết, hóa thành thiên phượng. Cự điểu vừa hiện thân, liền hót một tiếng trong trẻo, vỗ hai cánh nhất thời hư không trước người ba động một khe hở hiện lên trong sương mù thân hình cự điểu vừa động lập tức chợt lóe biến mất vào bên trong sau một khắc phía sau bạch sắc quang mạc chợt lóe một khe hở cự điểu quỷ dị từ đó bay ra thân hình lần nữa lăn một vòng nữa ngân sắc điện hồ thoáng hiện đan sen vào nhau hàn lập lại biến thân thành ngân sắc cự bằng cụ bằng thoáng vỗ bốn cánh liền phát ra tiếng xé giò biến mất tại chỗ ở phía xa cách đó hơn trăm trượng vang lên tiếng xét đánh thanh sắc điện hồ lượn lờ, cự bằng lần nữa hiện thân ra. Tiếp theo, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo thanh bạch quang thì tiếp tục bắn đi. Từ khi cự đại ngọc bàn thả ra quang mạc cho đến khi hân lập biến thân thiên phượng trực tiếp phá vỡ không gian bỏ chạy, thoạt nhìn như hoa cả mắt, nhưng trên thực tế chỉ trong phút chốc. Ba đại hóa thân huyết quang thánh tổ trong ngọc bàn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm. Không thể nào, dưới cấm chế của càn khôn bàn, hắn sao có thể dễ dàng thuấn di chạy thoát, nhất định là có chỗ nào đó sai lầm chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật khắc chế Càn Khôn bàn? Một gã huyết ảnh sau khi tỉnh táo lại, nhất thời có chút gấp gáp, nói: "Không phải, là do mối vừa rồi hắn biến thân, các ngươi đã quên rằng Càn Khôn bàn ngay cả khi vô cùng huyền diệu trên phương diện cấm không, không thể nào cấm chế được thiên phú phá không chi lực của thiên phượng." Tiểu tử này rõ ràng mới vừa rồi thi triển ra biến thân chi thuật của loại thiên phượng nào đó. Thiếu niên ở giữa tinh táo phân tích, nói: "Nếu như thế thì biến thân chi thuật của tiểu tử này quá nhiều rồi." cho dù liên thủ với nguyên sát thì muốn bắt giữ hắn chi sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Một gã hóa thân huyết quang cuối cùng, sắc mặt âm trầm, nói. Mà đúng lúc này, hư không phía sau chợt lóe bạch quang, một tòa thạch điện hùng vĩ xuất hiện, khí thế hung hãn đuổi theo phía bên này. Đi, chúng ta trước tiên đuổi theo cái đã. Đồng tử trong mắt thiếu niên ở giữa có chút co lại, không hề do dự, nói. Đúng là không thể để tiểu tử này chạy thoát, nếu không sau này cũng không nhất định có thể chặn được. Đi, hai đại hóa thân khác cũng gật đầu nói vì thế toàn thân ba người chợt lóe huyết quang trong nháy mắt liên kết làm một đem pháp lực cuồng chú vào cự đại pháp bàn ngọc bàn phát ra tiếng vù vù bề mặt không ngừng lưu chuyển phù văn hóa thành một đoàn bạch quang nhanh chóng đuổi theo ở một nơi cách bọn hắn mời mấy dặm nguyên sát ngồi ngay ngắn trên ghế đá nhìn thấy cảnh phía xa ngọc dung cực kỳ khó coi đúng là phế vật ba đại hóa thân liên thủ đã mai phục mà vẫn không thể ngăn được hàn tiêu tử nọ Xem ra bổn tọa phải tự mình ra tay mới được. Nữ tử có chút tức giận, nói nhỏ vài câu sau đó ra lệnh một tiếng, lần nữa thúc giục Thạch Điện đuổi theo. Hàn Lập đang bay phía trước, trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Mặc dù địch nhân trong ngọc bàn cổ quái kia còn chưa lộ diện, nhưng mới vừa rồi đối phương thúc giục bảo vật mơ hồ tản ra huyết quang khiến hắn rất dễ dàng nhận ra kẻ đã giao thủ trước đó không lâu. Kể từ đó, hai đại địch ma tộc cũ mới đồng thời tìm tới cửa. Hàn Lập hiển nhiên đã dập tắt ý định đánh nhau với đối phương chỉ toàn tâm thúc giục cự bằng bay về phía xa. Hai ngày sau, ngân sắc cự bằng lọt vào vòng vây của mười mấy tên trung giai ma tộc. Đám ma tộc này mặc chiến giáp đủ màu, miệng phun ma khí huy động vũ khí trong tay, không biết sống chết công kích về phía cự bằng. Nhưng sau một khắc, cự bằng sau khi hót một tiếng xé gió, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể bắn ra.